Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game chương 2056, giải quyết chuyện của chúng ta. Bức tranh rất thô, không có kỹ xảo, bức vẽ không được ưa nhìn cho lắm, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của ba người rất sáng lạng. Chu Văn âm thầm thở dài, e rằng ba người trong bức tranh này chính là Vương Minh Uyên và Gia Gia của hắn, nếu đoán không lầm bức tranh này có lẽ là do cô bé trong tranh vẽ, mà cô gái nhỏ chắc là con gái của Vương Minh Uyên. Lật qua trang này, phía sau có mấy chữ, nội dung ghi lại là một phần bí thuật nguyên khí, cũng có rất nhiều ghi chú, nhưng bí thuật nguyên khí này không có tên. Chu Văn chỉ xem một đoạn ngắn, cũng đã biết độ kinh dị của bí thuật nguyên khí này, nhưng cũng giống như mê tiên kinh thất truyền, yêu cầu tu luyện thuật nguyên khí này quả thật quá cao. Vương Minh Nguyên lẽ ra phải ăn tươi nuốt sống chung tử nha và Khương Quang chỉ để hoàn thành điều kiện nuôi dưỡng bí quyết nguyên khí này. Tài năng của bọn họ chỉ là một phần điều kiện để tu luyện bí thuật nguyên khí này, hiện tại, tài năng và năng lực của thiên ngoại tiên và hư không kiếm cũng là một phần của điều kiện. Càng nhìn lại, cái bí thuật nguyên khí này càng kinh khủng, hiển nhiên là một bí thuật nguyên khí do Vương Minh Uyên sáng tạo ra, không phải là một bí thuật nguyên khí đến từ bên ngoài như mê tiên kinh. Vừa nhìn, vẻ mặt Chu Văn càng ngày càng ký quái. Hắn phát hiện Vương Minh Uyên còn chưa luyện được bí thuật nguyên khí do mình sáng tạo đến bước cuối cùng, nếu như được luyện đến bước cuối cùng, có lẽ hôm nay hắn đã không bị đánh bại. Lý do khiến Vương Minh Uyên không thể luyện đến bước cuối cùng là vì hắn thiếu một loại năng lực. Tuyệt đối tập trung. Chu Văn cảm thấy trong lòng chua xót, bởi vì đó là tài năng của hắn. Vương Minh Uyên trước đó từng nói hắn thu nhận những đệ tử này là có ý riêng, Chu Văn còn tưởng rằng Vương Minh Uyên nhận hắn làm đồ đệ vì nghi ngờ hắn chính là đứa trẻ mà Chu Lăng Phong mang từ từ kỹ sơn về. Bây giờ có vẻ không phải như vậy, mà là bởi vì hắn có thiên phú tuyệt đối tập trung. Có thể là rõ ràng Vương Minh Uyên đã có cơ hội ra tay với hắn trước đó, nhưng hắn không nuốt được Chu Văn như Khương Nghiễn và Trung Tử Nha. Chu Văn không biết tại sao Vương Minh Uyên lại không ra tay với mình, không biết là vì tình cảm thầy trò hay vì lý do nào khác, bây giờ e rằng không ai biết, mọi chuyện sẽ tan thành mây khói theo cái chết của Vương Minh Uyên. Chu Văn nhìn hai quả trứng phối sủng còn lại trong hộp, dường như đã nghĩ tới điều gì, bóng dáng liền biến mất tại chỗ. Thánh thần muốn đuổi kịp Chu Văn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy có người tới gần tỉnh đạo tiên ngươi tới đây làm gì thánh thần nhìn trạng thái thanh niên của tỉnh đạo tiên và hỏi ha ha ta đến tìm ngươi đương nhiên là muốn giải quyết chuyện của chúng ta tỉnh đạo tiên vừa cười ha ha vừa nói chúng ta có gì mà tính sổ chứ thánh thần hơi nhíu mày nhiên là giải quyết những chuyện ngươi đã âm thầm hại ta đương tỉnh đạo tiên cười lạnh tỏ vẻ chế nhạo ta đã hại ngươi lúc nào? Thánh thần không vui nói. Này, ngươi còn dám nói ngươi không hại ta sao, vậy chuyện ngươi giả vờ mất tích, trốn vào trong thánh địa thì sao? Tỉnh đạo tiên kinh thường tiếp tục nói. Ngươi cho rằng ngươi đã lo liệu mọi chuyện vô cùng hoàn hảo, nhưng thật đáng tiếc, ngươi không bao giờ ngờ được, đứa cháu ngoan của ngươi vì muốn cứu ngươi, đã vạch trần âm mưu của ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Thánh thần dường như không hiểu tỉnh đạo tiên đang nói về chuyện gì. Âu Dương Đình, ngươi thật sự rất giỏi giả vờ, đã đến mức này rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì còn ý nghĩa không? Tỉnh Đạo Tiên có chút kinh miệt nói. Năm đó bốn người chúng ta tiến vào kỳ tử sơn, rất nhanh đã tiến vào thánh địa, sau khi ra khỏi thánh địa thì xuất hiện yêu thiêu thân, dù có ngu đến đâu thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Sáu thánh tộc tương ứng với sáu huyết mạch đều là chém gió, người họ hạ đều là một đám rác rưởi, chỉ là muốn chiếm lấy huyết thống của người khác mà thôi chỉ là lão đại nhà họ hạ kia quá ngu cứ nghĩ bản thân rất thông minh còn dám cất giấu chiêu thức mượn sức mạnh của sáu tộc ở các chiều không gian khác nhau để trục lợi cho bản thân với sức mạnh bản năng mạnh nhất công thêm chiêu thức này ngay cả ta cũng không thể làm được gì âu dương đình thật sự quá giỏi nếu như đứa cháu ngoan của ngươi không đến cứu ngươi có lẽ cái đuôi hồ ly này sẽ không thể bị lộ nhưng nào ngờ âu dương đình hay ta nên gọi là thánh thần tuy tỉnh đạo tiên đang khen nhưng giọng điệu thì vô cùng kinh thường. Những người ở bên khi nghe xong lời này đều sững sờ, bọn họ há hốc mồm kinh ngạc, bọn họ không dám tin vào chuyện này, thứ gọi là đại huyết mạch, hóa ra lại là như vậy. Tỉnh đạo tiên, ngươi ở đây nói nhảm, rốt cuộc là muốn làm gì? Giọng nói thánh thần trở nên lạnh lùng. Tỉnh đạo tiên biểu môi rồi nói. Những thủ đoạn của ngươi không liên quan gì đến ta, ta cũng không muốn quản chuyện của ngươi. Nhưng ngàn vạn lần không nên, không nên tính toán ta. Trong những thứ ngươi lấy được, có một số thứ liên quan đến mê tiên kinh phải không? Ngươi không cần phủ nhận, chắc chắn là có, ngươi làm tất cả mọi việc, cũng là vì muốn tu luyện mê tiên kinh, đáng tiếc, những tài liệu mà ngươi có được lại không được đầy đủ, cho nên ngươi không trực tiếp xuống tay với ta, mà muốn dùng ta để làm chuột bạch. Lúc trước, khi ngươi tìm đến ta nói muốn cùng hợp tác, nói rằng ngươi có thể giúp ta chữa trị thương tích và kéo dài tuổi thọ của ta, ta lập tức cảm thấy có điều gì đó bất thường tĩnh đạo tiên cười lạnh chế nhạo nếu như lúc ấy ta không nghĩ thông suốt không nghe theo lời của ngươi mà kéo tên rác rưởi họ hạ kia xuống nước để hắn thay thế ta trở thành chuột bạch thì e rằng ngươi đã sớm cướp đoạt lấy mê tiên kinh của ta đúng không ngươi tự cho rằng bản thân đã làm mọi việc rất hoàn hảo trên thực tế cũng chỉ là một thằng ngu mà thôi tĩnh đạo tiên cười lạnh nói vương minh uyên nói không sai từ đấu tới cuối ngươi cũng chỉ là một kẻ yếu đuối đáng thương cho dù ngươi có được nhiều thứ tốt đi chăng nữa thì rác rưởi cũng mãi là rác rưởi nói xong chưa thánh thần lạnh lùng nói trong mắt tràn ngập sát khí muốn giết ta sao không cần sốt ruột chờ ta nói thêm một chuyện nữa mà chuyện này ngươi không hề biết sau đó động thủ cũng chưa muộn tỉnh đạo tiên cười nói có chuyện gì thánh thần nhìn chằm chằm vào tỉnh đạo tiên ngươi có biết tại sao ta lại đưa mê tiên kinh cho chu văn không tỉnh đạo tiên cười nửa miệng nói bởi vì hắn chính là đứa bé được chu lăng phong nuôi dưỡng nếu ngươi muốn tìm được phương pháp chính xác để tu luyện mê tiên kinh thì chỉ có thể tìm ở trên người hắn thánh thần lạnh lùng nói ha ha từ lúc ta đứng trước mặt hắn lập tức biết hắn không phải đứa bé kia vương minh uyên dường như cũng cảm thấy hắn không phải là đứa bé kia chỉ sợ có một mình ngươi cho rằng hắn chính là đứa bé kia tỉnh đạo tiên vô cùng kinh thường. Cho đến bây giờ, Chu Văn cũng không phải là đứa bé kia, hắn là con trai của Chu Lăng Phong, ngươi muốn để ta làm chuột bạch, vậy thì ta sẽ dùng chính cháu ngoại của ngươi thay ta làm chuột bạch. Sau khi ngươi biết Chu Văn tu luyện mê tiên kinh, có phải ngươi đã rất vui vẻ phải không, vì có một người làm chuột bạch cho ngươi? Tỉnh đạo tiên nói xong lời này thì cười phá lên. Âu Dương Đình ơi Âu Dương Đình, chỉ có thể nói ngươi quá là xui xẻo, chu văn vậy mà thật sự có thể luyện thành mê tiên kinh thật sự đáng tiếc khi ngươi không thể nhìn thấy cháu trai của ngươi vì ngươi mà chết thật sự có chút đáng tiếc sát khí và lửa giận trong mắt thánh thần như sắp bùng nổ tay hắn ta khẽ nâng lên trong tay xuất hiện một khối ma phương màu đen hắn ta nhìn chằm chằm vào tỉnh đạo tiên nói xong chưa nếu như không còn chuyện gì nữa thì ngươi có thể lên đường được rồi nói xong thánh thần lập tức chỉ ngón tay về phía tỉnh đạo tiên ngươi chỉ học được chút chiêu trò này, nếu so với tiên đế hay vương minh uyên thì đều vô dụng, ngươi nghĩ sẽ có tác dụng với tỉnh đạo tiên ta hay không? Vậy để ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút, để ngươi biết mê tiên kinh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tỉnh đạo tiên mỉa mai nói, ngay cả một chút sợ cũng không có. Khối ma phương trên tay còn chưa tấn công, đột nhiên tỉnh đạo tiên biến mất, ngay cả tên trên bảng xếp hạng cũng biến mất. Nhưng ngón tay của thánh thần còn chưa chạm vào, làm sao có thể biến mất được càng khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là thông qua hình ảnh của thánh thần tỉnh đạo tiên vẫn nguyên vẹn đứng ở đó không hề biến mất thánh thần nhìn thấy khối ma phương của hắn ta không có hình ảnh của tỉnh đạo tiên trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thế giới này không đơn giản giống như ngươi nghĩ ngươi cho rằng ngươi có thể kiểm soát tất cả mọi thứ chỉ nhờ vào một vài thứ ngươi học trộm của người khác sao ngươi còn kém xa lắm tỉnh đạo tiên cười toét miệng nở nụ cười nham hiểm bây giờ nên giải quyết chuyện của chúng ta rồi. Một giây sau, tỉnh đạo tiên xuất hiện trước mặt thánh thần như một bóng ma, năm ngón tay bóp lấy khuôn mặt của hắn ta. Cơ thể thánh thần xuất hiện những ký tự kỳ lạ, như thể các không gian đang chống chất trên cơ thể hắn ta, tầng tầng lớp lớp không gian làm cho tỉnh đạo tiên bị nhốt lại trong đó. Trăng rắc. Thế nhưng tỉnh đạo tiên dùng tay, xuyên qua những lớp không gian đó, bóp lấy mặt thánh thần, bóp nát mặt nạ thánh thần. Mặt nạ vỡ vụn, những mảnh vỡ còn sót lại trên mặt thánh thần từ từ rơi xuống lộ ra hình dáng thật sự của thánh thần đó là một khuôn mặt không có tì vết tất cả các đường nét dường như đã được tính toán cẩn thận tỷ lệ đều là hoàn hảo nhất một người có hình dạng hoàng mỹ như vậy quả thật đã không còn là con người nhìn thấy gương mặt này tỉnh đạo tiên có chút kinh ngạc ngươi không phải âu dương đình ngươi là ai ngươi có thể gọi ta là âu dương đình cũng có thể gọi ta là vị danh thánh thần nhìn về phía tỉnh đạo tiên điềm tĩnh nói tỉnh đạo tiên hơi ngẩn ra nhìn thánh thần từ trên xuống dưới một lát sau ông ta nở nụ cười quá dị âu dương đình à âu dương đình ngươi thật đúng là thảm thương tính toán cả một đời cuối cùng lại đi may áo cưới cho người khác vị danh ngươi có phải là thần vị danh được tạo ra bởi sáu gia tộc không chưa nói tới áo cưới hay gì âu dương đình chính là vị danh vị danh cũng chính là âu dương đình bọn ta vốn là một tổng thể thánh thần ngừng một chút rồi tiếp tục nói ngươi không sai kể đến thiên phú thì ta không bằng ngươi về tài hoa càng không so được với vương minh uyên mưu tính ta dùng với các ngươi đều thất bại tức là ta không lấy được một phần tư liệu kia của vương minh uyên cũng không thể đoạt được mê tiên kinh của ngươi có điều những thứ đó đã không còn quan trọng nữa ta có được huyết mạch của sáu tộc có được cơ hội dung hợp với thần vị danh hiện tại huyết mạch của ta đã là huyết mạch hoàng mỹ nhất trên cái thế giới này. Trận chiến giữa hai ta, chưa phân thắng bại được đâu. Thánh thần lạnh nhạt nói. Tỉnh đạo tiên kinh thường mỉa mai. Cái gì mà huyết mạch hoàng mỹ nhất chứ, nếu ta đoán không lầm, ngươi có thể dung hợp thần vị danh được sáu tộc dị thứ nguyên hợp sức tạo ra, e rằng vẫn là nhờ có ánh sáng của đứa cháu ngoại ngoan nhà ngươi. Thánh thần cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Ý chí của thần vị danh bị cắn trả, và đó thực sự là cơ hội cho ta dung hợp với hắn nhưng mà điểm này có quan trọng ư cho dù quá trình có như thế nào kết quả là ta làm được nói cũng đúng đây vốn là một thế giới chỉ thích nhìn vào kết quả mà vậy thì mau để cho ta xem một chút cái huyết mạch hoàng mỹ nhất này của ngươi rốt cuộc là có đủ hoàng mỹ hay không hai mắt tỉnh đạo tiên sáng rực ông ta cười như một tên quỷ trong chốc lát đã vọt đến trước mặt thánh thần thân xác vị danh của thánh thần tuy nhiên không gian ở bên ngoài cơ thể lại lưu động đồng thời nắm đấm của hắn phát ra ánh sáng như mặt trời bùng không gian bị xé rách bởi một đòn từ tỉnh đạo tiên lập tức ánh sáng tựa mặt trời kia cũng bị về nát ánh sáng bùng nổ đã biến toàn bộ khối ma phương thành một thế giới huy hoàng lộng lẫy những người theo dõi trận chiến thông qua khối ma phương chỉ có thể nhìn thấy đủ loại tia sáng đang nhấp nháy căn bản không nhìn rõ lắm hai người đó rốt cuộc chiến đấu như thế nào mặt khác hình ảnh của những người tham dự kia cũng trở nên rất không ổn định vì chịu tác động của trận chiến thỉnh thoảng đủ loại sắc thái ánh sáng chớp nháy trong màn hình chỉ có hình ảnh của đế đại nhân là không bị ảnh hưởng chỉ đến lúc này người ta mới phát hiện ra hình ảnh biểu thị nhân hoàng không biết lúc nào đã bị đen mất rồi tên của đệ cửu thiên nhân hoàng trên bảng xếp hạng cũng không thấy đâu cùng là người tu luyện mê tiên kinh chu văn đồng dạng có thể bỏ qua quy tắc của thiên mệnh đài và khối ma phương lúc này Chu Văn đã rơi vào khu vực không người ở trong dị thứ nguyên, tay cầm hai quả trứng phối sủng do Vương Minh Uyên để lại. Đồ vật còn lại từ Vương Minh Uyên ngoại trừ quyển sách kia cũng chỉ có hai quả trứng phối sủng này. Trước khi chết Vương Minh Uyên đã trì hoãn thời gian bằng lực ý chí tối cao, đồng thời cũng đưa những đồ vật này đến tay Chu Văn. Có thể nhận ra hắn trân quý những thứ này nhường nào. Quyển sách kia cùng hoài niệm của Vương Minh Uyên đối với thân nhân, và còn có bí thuật nguyên khí mà hắn đã học hỏi sáng lập suốt đời, Quý trọng đến thế cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tại sao hai quả trứng phối sủng này lại được hắn hết mực nâng niu? Nếu như chúng hiếm và mạnh như vậy, vì lẽ gì mà Vương Minh Uyên lại không tự mình sử dụng đi? Nếu như chúng không quý giá thì tại sao lại phải trân trọng đến thế, điều này rõ ràng là rất mâu thuẫn. Chu Văn nghĩ đến một khả năng, cho nên hắn thực sự vô cùng mong muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Trực tiếp rót nguyên khí vào, ấp hai quả trứng phối sủng hai quả trứng phối sủng này cũng không cần nhiều nguyên khí hẳn chỉ là trứng phối sủng cấp thần thoại mà thôi sau khi được ấp nở chúng hóa thành hai tia sáng một đỏ một xanh tiến vào cơ thể chu văn hai bên cánh tay trái phải của hắn hình thành hai hình xăm một đỏ một xanh kỳ dị trên cánh tay trái là một dấu chấm màu đỏ và trên cánh tay phải là một dấu chấm màu xanh lam trông rất đơn giản chu văn lấy điện thoại di động ra vội vàng đi xem thông tin về hai phối sủng này Hoa chuyển sinh luân âm, cấp thần thoại, có thể tiến hóa. Mệnh cách: Hoa chuyển sinh âm dương. Mệnh hồn: Hồn song sinh âm. Vận mệnh chi luân, đại luân hồi bàn. Sức mạnh: 8. Một tốc độ: 8. Một thể lực: 8. Một sinh lực: 8. Một kỹ năng thiên phú: Âm cực sinh dương. Trạng thái phối hợp: Hồn. Hoa chuyển sinh luân dương, cấp thần thoại, có thể tiến hóa. Mệnh cách, hoa chuyển sinh âm dương. Mệnh hồn, hồn song sinh dương. Vận mệnh chi luân, đại luân hồi bàn. Lực lượng 8. Một tốc độ 8. Một thể lực 8. Một sinh lực 8. Một kỹ năng thiên phú, dương cực sinh âm. Trạng thái phối hợp, hồn. Chu Văn Triệu hồi hoa chuyển sinh luân âm và hoa chuyển sinh luân dương, chỉ thấy trước mặt xuất hiện hai ngọn cỏ, một đỏ một xanh. Hoa chuyển sinh luân âm là một bông hoa màu xanh lam, có hai lá cũng màu xanh lam, ở ngọn có nụ hoa, chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, thân rễ màu lam ống ánh, bên trong có thể lờ mờ thấy những đường gân đỏ như mạch máu. Hoa chuyển sinh luân dương thì là màu đỏ, hình dáng bên ngoài gần giống hoàn toàn với hoa chuyển sinh luân âm, ở ngọn có nụ hoa màu đỏ, bên trong thì là mạch máu màu lam. Hai đóa hoa cỏ lơ lửng giữa không trung, trung trinh như hai tinh linh đang khiêu vũ. Chu Văn xem trong chốc lát, Khẽ nhíu mày, đưa tay thu hai gốc hoa về Ban đầu hắn cho là hai quả trứng phối sủng này có liên quan đến trung tử nhã và khương nghiễn Có lẽ vương minh nguyên có thủ đoạn tử nhân thụ Có thể biến khương nghiễn và trung tử nhã đã chết thành những quả trứng phối sủng Nhưng hai phối sủng này chẳng qua chỉ là hai đóa hoa Chứ không phải là dung mạo của trung tử nhã và khương nghiễn Chu văn cũng không cảm nhận được khí tức của hai người Dù nó thực sự có liên quan đến bọn họ Đe là cũng chỉ còn sót lại một chút thông tin bên trong hai phối sủng này. Chu Văn lần nữa liếc mắt nhìn tử nhân thụ trong điện thoại di động, còn có một quả trong suốt như pha lê mọc ngay trên thân cây, không biết khi nào thì trưởng thành. Ngay cả khi chúng thực sự đủ lớn, phối sủng biến ra cũng chỉ có dáng vẻ tương tự Vương Minh Uyên, chứ không còn là Vương Minh Uyên kia nữa. Rốt cuộc là không trở về được. Chu Văn khẽ thở dài. Lúc hắn cất điện thoại chuẩn bị đi thiên mệnh đài, lại thấy một bóng người bước về phía mình ta nên xưng hô với ngươi như thế nào chu văn nhìn người đó cười nói ta là anh trai của lý huyền cũng là bạn thân thuở nhỏ của anh ngươi ngươi gọi ta một tiếng ca cũng không tính là thiệt thòi người tới cười nói xác thực không thiệt thòi chu văn gật gật đầu thu lại nụ cười nghiêm chỉnh gọi một tiếng anh nhìn thấy chu văn nghiêm chỉnh như thế lý tiếu cảm thấy có hơi không được tự nhiên xua tay nói ngươi và anh ngươi tính tình giống nhau chuyện gì cũng quá nghiêm túc không vui chút nào lý ca có một việc ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ chu văn nghiêm nghị nói ra ngươi muốn hỏi chuyện về ông ngoại ngươi âu dương đình đúng không lý tiếu biết chu văn muốn hỏi cái gì giận dữ nói lúc trước ta bơi qua hồ phiền não quả thực gặp được ông ngoại của ngươi âu dương đình hắn là thánh thần sao chu văn hỏi ta chỉ có thể cho ngươi biết vào thời điểm âu dương đình bơi qua hồ phiền não hắn đã chết rồi lý tiếu khổ sở nói ý ngươi là gì chu văn không hiểu những gì lý tiếu nói cho lắm lý tiếu giải thích âu dương đình bơi qua hồ phiền não ta cũng bơi qua hồ phiền não cái hồ kia vô cùng quỷ dị chỉ cần trong lòng có phiền não sẽ không bơi qua được nhất định sẽ chìm xuống hồ nhưng làm người sao có thể không có phiền não không có phiền não thì không phải là con người theo ta được biết chỉ có hai người sống sót bơi qua hồ phiền não mà những người trong quá khứ có thể sống sót bơi qua đó chỉ có hai loại khả năng lý tiếu dừng một chút tiếp tục nói một loại phương pháp sống sót bơi qua hồ phiền não là bỏ qua phiền não một loại phương pháp khác là giải quyết phiền não ngươi lựa chọn loại phương pháp thứ hai sao chu văn cân nhắc nói lý tiếu gật gật đầu con người không thể không có phiền não thế nhưng không phải phiền não nào cũng có thể giải quyết được cái gọi là giải quyết thật ra là suy nghĩ thông suốt trong lòng không còn vấn vương vì khi suy nghĩ thông suốt sẽ không tiếc mà xả thân người có thể chết nhưng lòng lại không buồn không thiết tha mạng sống nữa tự nhiên cũng sẽ không hề bị phiền não ảnh hưởng chu văn hiểu rõ lời của lý tiếu nhưng ý tứ đơn giản trong bốn chữ kia trên đời này thực sự có mấy người chân chính làm được tháo bỏ phiền não là cần phải bỏ đi cái gì mới được chu văn nhìn chằm chằm lý tiếu hỏi hắn đã đoán ra lão hiệu trưởng có thể là đã lựa chọn con đường này để lại hết phiền não của mình bên trong hồ thế nhưng vứt bỏ phiền não đâu phải chuyện dễ dàng như vậy phải từ bỏ những thứ đã gây ra phiền phức cho mình chẳng qua như thế khác gì là từ bỏ nhân sinh quá khứ của chính mình lý tiếu cười khổ nói ban đầu ta nghĩ mình và âu dương đình đi một con đường như nhau mãi về sau khi gặp được hắn mới biết hắn lựa chọn một con đường khác chu văn cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lý tiếu nói tại thời điểm âu dương đình bơi qua hồ phiền não là hắn đã chết rồi một người đã ném đi quá khứ thì có gì khác biệt so với người chết đây cho nên hiện tại âu dương đình chính là thánh thần đúng không chu văn giận dữ nói đúng vậy lúc ấy ta cũng không hay là anh ngươi sau này nói cho ta biết sau này hắn gặp được âu dương đình có thể nhận ra được âu dương đình đã không phải là âu dương đình của trước kia nữa lý tiếu gật đầu nói chu văn không nói gì thêm cho dù âu dương đình tự mình vứt bỏ quá khứ nhưng xét về mặt huyết thống ông ta vẫn là cha của âu dương lam như cũ cũng là ông ngoại của hắn hắn còn có thể đánh giá cái gì nữa ngươi đến tìm ta không phải là chỉ nói cho ta biết việc nhỏ này chứ chu văn nhìn lý tiếu nói dĩ nhiên không phải ta tới tìm ngươi là muốn nhờ ngươi giúp xóa tên trên bảng xếp hạng ngươi hẳn là làm được mà phải không lý tiếu nói không phải ngươi tự mình leo lên thiên mệnh đài sao? Tại sao lại muốn xóa tên? Chu Văn có hơi không hiểu hỏi. Lý Tiếu Giang hai tay nói. Ta chỉ là muốn xứng danh tên tuổi của mình bên trên thiên mệnh đài, nhân tiện ra vẽ thôi. Ai mà ngờ rằng cuối cùng sẽ có một biến cố như thế, sớm biết có cái cuộc chiến thiên mệnh này, có bị đánh chết ta cũng sẽ không đi lên tìm đường tuyệt mệnh đâu. Chu Văn kinh ngạc nhìn Lý Tiếu, mất nửa ngày mới nhịn không được cười lên ta còn tưởng rằng ngươi leo lên thiên mệnh đài là để liều mạng chiến đấu vì một tương lai cho nhân loại cơ đấy mẹ nó loại người như ta làm sao có thể tồn tại thứ tình cảm cao thượng sâu đậm kia lý tiếu nhếch miệng tiếp tục nói sống một đời thật thoải mái không tốt sao cũng đúng giúp ngươi xóa tên thì dễ thôi thế nhưng người kia có bỏ qua cho ngươi hay không thì không đoán trước được chu văn trầm ngâm xóa đi xếp hạng trên thiên mệnh đài đối với kẻ có được mê tiên kinh như chu văn mà nói không phải việc khó thế nhưng xóa đi cũng không có nghĩa là cắt đứt liên quan với cuộc chiến thiên mệnh điều kiện phong vương của cuộc chiến thiên mệnh là duy nhất một người sống sót chỉ cần những người tham gia vẫn còn sống thì không ai có thể chân chính xưng vua nếu đế đại nhân quả thật quyết tâm muốn được phong vương lần nữa nàng nhất định phải giết hết thảy những người tham gia bất kể có ở trên bảng xếp hạng hay không đều như vậy ta biết Lý Tiếu khẽ gật đầu. Trước khi cuộc chiến diễn ra, ít nhất ta có thể đi làm chút chuyện mình muốn làm. Chu Văn không nói gì nữa, vẫy tay với Lý Tiếu rồi chém một trảm trên không trung. Cũng không nhìn thấy Chu Văn trảm ra cái gì, khiến khối ma phương mang hình ảnh Lý Tiếu đen lại, tên trên bảng xếp hạng cũng biến mất không còn gì nữa. Cậu em, xin cảm ơn. Lý Tiếu xoay người từ biệt, không một chút dây dưa. Thấy Lý Tiếu rời đi, Chu Văn nhìn về phía xa. Tầm mắt xuyên qua tầng không gian phản chiếu ra hình ảnh của hai người, rõ ràng là Tỉnh Đạo Tiên và Âu Dương Đình. Trên thân cả hai đều đã chồng chất vết thương, vẫn đang điên cuồng chiến đấu như cũ. Quần áo nửa người trên của Tỉnh Đạo Tiên đã hoàn toàn bị xé toạc, lộ ra cơ bắp tràn đầy sức mạnh bùng nổ, toàn thân tỏa ra luồng khí tức quỷ dị. Mỗi một kích của hắn dường như đều hướng vào nguồn gốc, mặc kệ thế giới biến hóa ra sao, tự hồ cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn hoàn toàn là một kẻ hủy diệt, bỏ qua hết mọi quy tắc, cũng xé nát tất cả chúng. Âu Dương Đình thì khác hoàn toàn, hắn nắm quy tắc vận dụng đến cực hạn của thế giới, toàn bộ lực lượng của thế giới có vẻ đều đang trợ giúp hắn. Một người đi ngược lại ý trời, người kia tuân theo ý trời, hai người nhất thời không phân được thắng thua, liên tục bị thương trong trận giao đấu. Sau một hồi quan sát, Chu Văn cũng không chú ý tới cuộc chiến của bọn họ nữa. Cả hai bên đều rất mạnh gần như không kém gì Vương Minh Uyên, thế nhưng cho dù mạnh như Vương Minh Uyên cỡ nào cũng đã bại rồi, nếu như bọn hắn đánh với Đế đại nhân một trận, cũng sẽ không có cơ hội chiến thắng. Chu Văn nhìn phía trên Thiên Mệnh Đài, lại thấy Đế đại nhân bên trên, tầm mắt cũng đang nhìn hắn chăm chú. Chu Văn nghĩ nghĩ, muốn đi Thiên Mệnh Đài trước, đây là một trận chiến mà hắn không thể tránh khỏi, cho dù trốn đến tận cùng vũ trụ, chỉ sợ Đế đại nhân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mong muốn lên Thiên Mệnh Đài ngươi trước tiên cần phải đánh bại ta một bóng người bỗng nhiên chặn đường chu văn chính là thiên nữ hạng bạc giữa chúng ta hình như chưa có bất kỳ hiềm khích nào đúng không chu văn cao mày nhìn nàng ngươi đã đào mộ của ta cái này không tính là thù oán vậy thì là gì đây thiên nữ hạng bạc lạnh lùng nói rõ ràng là nhà họ trương đào mộ của ngươi ta chỉ làm người đứng ngoài quan sát mà thôi cùng lắm thì tính là trông chừng sao ngươi không đi tìm chính chủ đi Tới tìm ta làm cái gì? Chu Văn dở khóc dở cười. Người thậm chí không bước lên được thang trời thì không đủ tư cách để ta phải đi tìm. Thiên nữ Hạng Bạc cười híp mắt nói ra. Người thế này cũng có hơi vô lý. Chu Văn không đồng tình. Ta đã bao giờ nói đạo lý đâu. Thiên nữ Hạng Bạc dứt lời, không gian bốn phía đột nhiên dâng lên nhiệt độ cao đáng sợ. Nhiệt độ cao vừa xuất hiện đã hoàn toàn làm tan chảy mọi thứ khiến người ta thoáng chốc tưởng chừng thấy được cảnh tượng luyện ngục. Chu Văn mặc kệ cái nhiệt độ cao ghê rợn kia, trong lòng suy nghĩ, triệu hồi đế thính. Đế thính hóa thành nam tử tuấn Mỹ khoác áo vàng kim đứng trước mặt Chu Văn, đôi mắt màu vàng ống nhìn chầm chầm thiên nữ hạng bạc. Lúc này toàn thân thiên nữ hạng bạc đều đốt lên lửa cháy ngập trời, hỏa diễm muôn nơi tràn khắp thiên hạ, như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ. Hai tay của đế thính ở trước mặt giống như là xé rách quần áo, mạnh mẽ kéo một phát về hai phía cái thế giới hỏa diễm kia giống như một bức màn bị đế thính tay không xé rách ngọn lửa cuộn sang hai bên như tấm rèm cửa đế thính tận thế cấp có thể tiến hóa mệnh cách nhĩ mục thông thiên mệnh hồn hóa tà vận mệnh chi luân biết bàn địa ngục tối thượng khủng cụ hóa thánh tà cấp s lĩnh vực thiên tai phá tà thiên giới tân thế giới vô lượng Sức mạnh 9999 Tốc độ 9999 Thể lực 9999 Sinh lực 9999 Kỹ năng thiên phú, đế thính, bất hủ kim thân, trừ tà, cửu cực Trạng thái phối hợp, khuyên tai Lửa đỏ ngập trời nở rộ trên thân thiên nữ hạng bạc Nắm đấm mang theo nhiệt độ cao có khả năng hòa tan một quyền nghênh hướng về phía đế thính. Khi nắm đấm của đế thính chạm tới, tất cả sức mạnh đều tan vỡ, hai bên chạm nhau trong nháy mắt, ngọn lửa trên người thiên nữ hạng bạc giống như là bị nước dập tắt, lập tức toàn bộ tan biến. Bành Thân ảnh của thiên nữ hạng bạc bay ngược ra ngoài tựa sao băng, đâm vào phía trên đại địa giống như một quả bom nguyên tử phát nổ, sóng xung kích khổng lồ nâng lên như mặt đất, dập dìu xung quanh tựa sóng biển. Lực lượng của thiên nữ hạng bạc rõ ràng kém xa đế thính, cùng là tận thế cấp nhưng thực lực mạnh yếu cũng có phần chênh lệch. Thuộc tính của Đế Thính là 9999, đây đã là đỉnh cao của tận thế cấp rồi. Trước đó lúc Đế Thính vừa mới tiến hóa ra, bị Đại Ma Vương liếc mắt đập một phát vào tường, giống như con ruồi vậy. Điều này khiến Chu Văn cảm thấy Đế Thính dường như cũng không mạnh đến vậy, thế nhưng trận chiến với Thiên Nữ Hạng Bạc làm cho Chu Văn hiểu ra không phải là Đế Thính không đủ mạnh, mà là Đại Ma Vương quá mạnh. Thiên nữ hạng bạc đứng lên từ trong hố lớn, da thịt trên mu bàn tay tróc ra, ấy thế mà bên trong lại không hề có một giọt máu, chỉ có lửa bốc lên từ miệng vết thương. Thiên nữ hạng bạc nhìn chầm chập đế thính, nàng không ngờ rằng, một phối sủng bên người chu văn vậy mà đã mạnh đến trình độ này. Theo dáng người thẳng tắp, lửa đỏ lại một lần nữa bùng cháy trên cơ thể thiên nữ hạng bạc, chẳng qua là lần này ngọn lửa không có bao phủ bốn phía, mà chỉ không ngừng ngưng tụ trên người nàng, từ ngọn lửa hư ảo biến thành chất lỏng màu đỏ tựa dung nham, rồi lại từ chất lỏng màu đỏ chuyển sang tinh thể màu đỏ. Toàn bộ thân thể nàng đều được tinh thể màu đỏ bao bọc, giống như một pho tượng thạch anh màu đỏ. Qua hình ảnh của thiên nữ Hạng Bạc, mọi người đều chú ý tới trận chiến bên này. Không phải bọn họ không muốn xem các trận chiến khác, mà bởi vì căn bản là không có cách nào xem trận chiến ở địa phương khác. Trận chiến của Tỉnh đạo tiên cùng vị danh, chỉ có thể nhìn thấy đủ loại ánh sáng đa sắc ngay cả những hình ảnh khác cũng hứng chịu ảnh hưởng cũng chỉ có bên này chỉ bị ảnh hưởng tương đối nhỏ còn có thể xem rõ cục diện chiến đấu đại địa dưới chân thiên nữ hạng bạc biến thành biển dung nham trong phút chốc lấy nàng làm trung tâm liếc mắt không nhìn thấy bờ đây không phải là do lực lượng từ tân thế giới của thiên nữ hạng bạc chỉ là nhiệt dư mà các tinh thể màu đỏ tiếp xúc mặt đất tràn ra thật là một cổ nhiệt năng đáng sợ không hổ là thiên nữ hạng bạc đất càng nghìn dặm đã không đủ để hình dung sự cường đại của nàng. Trương Xuân Thu Tán Dương nói, Trương gia trong non thiên nữ hạng bạc nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng đã tồn tại một chút tình cảm khó nói rõ được. An sinh nhìn thiên nữ hạng bạc cùng biển dung nham dưới chân nàng, trầm ngâm nói. Đáng tiếc, nhiệt độ cao như vậy, nếu như dùng để phát điện, vấn đề điện năng toàn cầu có thể được giải quyết, cho dù là chỉ một phần nghìn. Một phần mười nghìn nhiệt năng được chuyển hóa thành điện năng, đủ cho cả thế giới sử dụng trong không biết bao nhiêu năm an thiên tá cười nói để thiên nữ hạng bạc đi phát điện ngươi cũng biết nghĩ đấy sức mạnh thiên nữ hạng bạc nắm giữ cũng không chỉ là nhiệt độ cao đơn giản như vậy không phải nhiệt độ cao thì là cái gì an sinh nghi ngờ hỏi bản chất của nhiệt năng thật ra là biểu hiện vĩ mô của các hạt vi mô chuyển động nếu nói sức mạnh của thiên nữ hạng bạc hỏa diễm không bằng nói là khống chế động năng tuyệt đối sẽ đúng hơn. An Thiên Tá giải thích. Có gì khác nhau sao? Bất kể tên là gì, không phải đều là nhiệt độ cao sao? An Sinh vẫn là không hiểu rõ. Tiếp theo nhìn xuống ngươi sẽ hiểu. An Thiên Tá không có tiếp tục giảng giải nữa. Bởi vì hắn đã không còn thời gian nói rõ, đế thính đã giống như quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu thiên nữ hạng bạc, đầu dưới chân trên, một cú đấm giáng xuống đầu thiên nữ hạng bạc khóe miệng của thiên nữ hạng bạc hiện ra một tia cười lạnh, lần nữa ra quyền nên hướng đế thính. Trong tích tắc nàng vung ra nắm đấm, ngọn lửa như to lớn cánh hoa sen khổng lồ từng tầng một thu vào phía trong, cuốn lấy cơ thể đế thính, bọc vào. Lớp ngoài cùng của cánh hoa đỏ như lửa, cánh hoa tầng thứ nhất màu nhạt hơn một chút, thế nhưng cũng chắc chắn hơn. Từng tầng cánh hoa một dần dần trở nên trong suốt không màu, nhưng cũng theo tia lửa hư ảo chuyển thành tinh thể, mạnh mẽ phong ấn đế thính ở giữa hoa sen, như bị đóng băng trong lớp tinh thể băng. Thiên nữ Hạng Bạc có thể khống chế chuyển động của hạt, nàng có khả năng làm cho hạt chuyển động tăng tốc, cũng có thể khiến hạt chuyển động chậm đi hay thậm chí là dừng lại. Khi tất cả chuyển động dừng lại hoàn toàn, nó có thể được gọi là độ không tuyệt đối. An Thiên Tá giải thích. Bây giờ An Sinh mới hiểu được sự khủng bố Thiên nữ Hạng Bạc, tất cả chuyển động của hạt đều dừng lại, đồng nghĩa sự chuyển động của sự sống cũng sẽ dừng lại, đó chẳng phải là tử vong sao? Đáng tiếc phối sủng kia của văn thiếu gia mạnh cỡ vậy, cứ như thế bị thiên nữ hạng bạc giết chết. An sinh giận dữ nói. Không có dễ dàng chết đi như vậy đâu. Lời của An thiên tá lại làm cho An sinh hơi ngơ ra. Còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, trên màn hình khối ma phương, cái hoa sen to lớn kia đột nhiên nát vụn, để thính phá vỡ phong ấn thoát ra, nắm đấm anh kích cùng nắm đấm của thiên nữ hạng bạc, trực tiếp nắm hạng bạc thiên nữ đập xuống như đinh đóng cột. Cơ thể thiên nữ hạng bạc bị nện vào bên trong biển dung nham, đế thính không chút do dự vọt vào theo. Mọi người chỉ thấy phía trên biển dung nham dâng lên từng cột dung nham đáng sợ, tưởng như núi lửa phun trào. Trong lúc nhất thời dung nham bên trong từng đợt từng đợt trào lên, cuối cùng toàn bộ dung nham bùng lên bầu trời như nước biển. Vị trí ban đầu của biển dung nham đã biến thành một hố sâu khổng lồ, tự hồ không nhìn thấy được, mà bầu trời thì biến thành biển dung nham, dường như trời đất đảo ngược. Trong cái hố khổng lồ đó, đế thính lơ lửng giữa không trung, tóc vàng tung bay theo gió, mà thiên nữ hạng bạc thì vặn vẹo người rồi ngã trên mặt đất, góc độ kỳ lạ như vậy, e là xương cốt toàn thân đều đã bị đánh nát. Thiên nữ hạng bạc cứ như mà thua rồi. Phối sủng kia thật là đáng sợ. Sức mạnh như vậy, thực sự quá vô địch. Một thế lực có thể phá vỡ mọi luật lệ. Đối mặt với quyền lực tuyệt đối, mọi thứ đều là cạn bã phối sủng lại có thể mạnh tới mức này. Nhìn xem phối sủng của nhân hoàng người ta, rồi nhìn lại phối sủng của ta một chút, cái con tham ăn này ngoại trừ có thể ăn thì một chút cũng không bằng người ta, thật muốn bóp chết nó quá đi. Chu Văn nhìn thoáng qua thiên nữ hạng bạc trên mặt đất, nghĩ một chút rồi thu đế thính về, quay người muốn rời khỏi. Đợi một chút. Thiên nữ hạng bạc vậy mà còn chưa chết, dãy dụa mong muốn đứng lên, nhưng là thân thể của nàng bị đế thính đánh vỡ xương cốt không có cách nào tự động dung hợp, vùng vẫy mấy lần cũng không thể đứng lên. Vẫn muốn tiếp tục sao? Chu Văn nói với thiên nữ hạng bạc. Ngươi muốn đi đánh với vị tiên đế kia một trận sao? Thiên nữ hạng bạc hỏi. Không thể không chiến. Chu Văn lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy thì xin ngươi hãy giết ta. Lời thiên nữ hạng bạc nói làm Chu Văn hơi ngẩn ra. Vì sao? Chu Văn từng chứng kiến người khác cầu sự sống, nhưng hắn chưa từng thấy người muốn được chết giống như thiên nữ hạng bạc nhân hoàng thạch đao mà ngươi cầm kia không có hồn ta chính là hồn của nó thiên nữ hạng bạc chậm rãi nói ra ngươi là hồn của nhân hoàng thạch đao chu văn kinh ngạc nhìn thiên nữ hạng bạc lửa là nguồn sống của con người nhân hoàng thạch đao tức là đao đá lửa mà ta chính là hồn của đao đá lửa kia là tia lửa đầu tiên thế gian con người đốt cháy bởi toại nhân thị Thiên nữ hạng bạc nhắm mắt rồi lại nói, thân thể này đã vô dụng, chi bằng giết ta, tế đạo cùng linh hồn của ta, lúc đó nó mới thực sự là nhân hoàng thạch đao, chỉ có như thế, người mới có thể tính là nhân hoàng chân chính, mới có tư cách đại diện nhân loại đi tranh đoạt ngôi vương kia. Thì ra là thế, có điều sợ là ngươi lầm rồi, cho tới bây giờ nhân hoàng chỉ có một người, mà ta chỉ là ta, cũng không phải vị nhân hoàng kia. Chu Văn quay người đi về hướng thiên mệnh đài, không tiếp tục để ý đến thiên nữ hạng bạc trên mặt đất nữa ngươi rốt cuộc đã đến nhìn chu văn đi đến thiên mệnh đài đế đại nhân nở nụ cười sớm muộn gì cũng đến chu văn đứng trên thiên mệnh đài đánh giá đế đại nhân nói giữa ta và ngài dù sao cũng nên hiểu rõ lần trước đánh cuộc là ta thua lần này ta muốn thắng lại thường thường càng muốn thắng lại thì sẽ thua càng nhiều đế đại nhân mỉm cười nói ta muốn thử xem chu văn bình tĩnh nói ta đây lại cho ngươi một cơ hội chúng ta lại đánh cực tiếp một lần ngươi thấy sao đế đại nhân mỉm cười nhìn chu văn nói ngài muốn cực như thế nào chu văn biết chiến đấu giữa bọn họ đã bắt đầu đến cảnh giới này của bọn họ đừng nói là đánh cuộc mỗi lời mỗi hành động đều đủ để hủy diệt đối thủ chúng ta đánh cuộc xem giữa hai người này ai sẽ thắng đế đại nhân nâng bàn tay lên trên lòng bàn tay vậy mà ngưng tụ thành một khối ma phương mini khối ma phương mini phân giải ra hình ảnh của một ô vuông trong đó bay ra nhanh chóng phóng đại nhanh chóng đã to bằng kích thước hình ảnh khối ma phương bình thường giống như một bức tường trong hình chính là cuộc chiến của tỉnh đạo tiên và âu dương đình đế đại nhân muốn lấy thắng bại của bọn họ để đánh cược với chu văn tiền cực là gì chu văn cao mày hỏi tiền cực tất nhiên chính là vương vị thiên mệnh định sẵn đế đại nhân điềm tĩnh nói lần này ta cho ngươi cơ hội lựa chọn cơ hội lựa chọn ngươi có thể chọn trước ta chọn âu dương đình chu văn không chút do dự nói trên thực tế hắn cơ bản là không có lựa chọn khác nếu nói trước khi bọn họ chưa tham gia trận chiến này bên thua trong trận chiến này chưa chắc sẽ chết như vậy vào lúc bọn họ tham gia thì sợ rằng trận chiến này chính là cục diện không chết không ngừng dù cho tỉnh đạo tiên và âu dương đình muốn từ bỏ chiến đấu thì cũng đã không có cơ hội nữa bọn họ nhất định phải phân sinh tử lần này. Cho nên Chu Văn chỉ có thể lựa chọn Âu Dương Đình, nếu không thì dù cho hắn thắng, Âu Dương Đình cũng phải chết, như vậy sau đó Chu Văn phải đối mặt với Lam Tỷ như thế nào? Nếu để cho Chu Văn dựa theo tỷ lệ thắng mà lựa chọn thì hắn muốn chọn Tỉnh đạo tiên. Bất quá cũng không hề gì, đây cũng không phải là cuộc chiến của Tỉnh đạo tiên và Âu Dương Đình mà là cuộc chiến của Chu Văn và đế đại nhân, chọn ai thì cũng không có khác biệt lớn xem ra dù cho ngươi lựa chọn thì ngươi cũng không có lựa chọn khác đế đại nhân mỉm cười nói có lựa chọn hay không cũng không quan trọng chỉ cần thắng là được rồi chu văn cũng cười nói vậy ta còn thực sự có chút mong chờ đế đại nhân nhìn thoáng qua hai người đang chiến đấu điềm đạm nói nếu là người được ta chọn chính là người được trời chọn tất nhiên có trời giúp lời đế đại nhân vừa nói ra âu dương đình vốn là thuận theo thiên ý thu được sức mạnh thiên địa giúp đỡ, lại bị sức mạnh thiên địa vứt bỏ, sức mạnh thiên địa vậy mà chuyển ngược sang tỉnh đạo tiên. Tỉnh đạo tiên rõ ràng đã sử dụng phương pháp nghịch thiên, rồi lại được sức mạnh thiên địa giúp đỡ, cứ kéo dài tình hình này thì thế cục cân bằng ban đầu lập tức bị phá vỡ bị phá vỡ. Tỉnh đạo tiên đấm ra một quyền, thiên địa cũng theo đó đè ép xuống, làm Âu Dương Đình giống như chim trong lồng đối diện với thiên tai, làm sao cũng trốn không thoát quy lực một quyền này của tỉnh đạo tiên, mắt thấy sắp bị nghiền ép cho đến chết đệ cửu thiên nhân hoàng hiện lên trên đỉnh đầu chu văn hắn chỉ trời vạch đất quy tắc đại đạo một bị chia thành hai sức mạnh thiên địa tức khắc mất đi hạn chế hòa tan vào thiên địa không hề giúp đỡ tỉnh đạo tiên nhưng cũng không lại cho âu dương đình sử dụng đệ cửu thiên nhân hoàng lấy phương pháp đạo kinh để chia đôi đại đạo mặc dù phá vỡ nguyện lực của đế đại nhân nhưng cũng làm cho âu dương đình khó mà mượn sức mạnh thiên địa mặc dù không đến nỗi bị thua ngay lập tức nhưng cũng rơi vào hạ phong, chỗ nào cũng đều chịu đòn từ tỉnh đạo tiên, bại trận chỉ là sớm muộn. Chu Văn Tâm niệm vừa động, trên người đệ cửu thiên nhân hoàng phát ra ánh sáng rực rỡ, quang minh xuyên qua không gian trùng điệp, rơi vào trên người Âu Dương Đình, tức khắc làm cho chiến đấu của Âu Dương Đình tăng mạnh, hơn nữa thân thể thu được khả năng tự lành gần như vô hạn, lập tức xoay chuyển tình thế xấu lúc trước. Đế đại nhân thở dài nói: Hiến dân bản thân, cứu rỗi người khác, đây là công đức vô lượng, chỉ tiếc là nhân tính bản ác, điều mà họ gọi là thiện cũng bất quá chỉ là thỏa mãn chính mình, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Theo một lời nói ra của đế đại nhân, sức mạnh nhân hoàng gia tăng cực đại cho Âu Dương Đình, ngược lại trở thành gánh nặng của hắn, làm hắn như cổng theo núi cao, sức mạnh tự lành trái lại biến thành trở lực ngăn cản thương thế hắn khôi phục. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, sức mạnh nhân hoàng gia tăng trên người Âu Dương Đình bỗng chuyển đến trên người tỉnh Đạo Tiên, tất cả áp lực đều biến thành áp lực đối với Tỉnh đạo tiên. Đổi trắng thay đen hay lắm, quả thực cực kỳ thần diệu. Đế đại nhân mỉm cười nói: "Chỉ bất quá hại người cuối cùng là hại mình, có nhân dĩ nhiên là có quả, gieo ác nhân sẽ phải chịu ác quả." Thế cục lần nữa thay đổi vì lời của Đế đại nhân, rõ ràng sức mạnh của đệ Cửu Thiên Nhân Hoàng không ở trên người Âu Dương Đình thế nhưng trên người Âu Dương Đình vậy mà cũng xuất hiện sức mạnh Nhân Hoàng, hơn nữa còn trở thành gánh nặng cho hắn càng làm hai người đều kéo về vạch xuất phát. Mọi người đã sớm xem đến trận mắt há hốc miệng, cường giả như tỉnh Đạo Tiên và Âu Dương Đình ở trong mắt bọn họ đã là sự tồn tại như thần minh, giơ tay nhất chân cũng có thể hủy diệt tinh cầu. Nhưng mà hai cường giả khủng bố như vậy ở trước mặt Chu Văn và Đế Đại Nhân lại giống như hai con kiến hôi bị tùy tiện đùa giỡn. Sống chết thành bại của bọn họ hoàn toàn không nằm trong vòng kiểm soát của bọn họ, ngược lại là do mỗi lời mỗi hành động của người ngoài cuộc quyết định. Mọi người nhìn mà tê cả da đầu, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai vô tận, cường giả như tỉnh đạo tiên còn như vậy, chính ngươi sợ là ngay cả con kiến hội cũng không bằng. Trận chiến này ta xem sắp chịu thiệt rồi. Hạ Lưu Xuyên thở dài nói. Hiện tại ta đã hơi hiểu được Vương Minh Viên rồi, hắn không muốn làm quân cờ, muốn làm người đánh cờ, thế nhưng hắn lại thất bại. Trương Xuân Thu cười khổ nói. Đừng nói nữa, Vương Minh Viên chí ít còn là một quân cờ chứ chúng ta ngay cả quân cờ còn không phải chỉ là vật liệu thừa chế ra quân cờ mà thôi hạ lưu xuyên mất hứng nói chuyện chỉ tiếp tục xem chiến đấu tuy nói tỉnh đạo tiên và âu dương đình đều phải gánh vác sức mạnh nhân hoàng thế nhưng âu dương đình mất đi sức mạnh thiên địa phụ trợ vẫn là rơi xuống hạ phong đây chính là nguyên nhân trước đó chu văn cho rằng tỷ lệ thắng của tỉnh đạo tiên cao hơn âu dương đình mượn quá nhiều ngoại lực mà tự thân tỉnh đạo tiên cũng đã là sự tồn tại như siêu thoát thủ đoạn của đế đại nhân hay lắm. Chu Văn khen ngợi một tiếng, đệ cửu thiên nhân hoàng lần nữa phát ra ánh sáng rực rỡ, quang mang kia soi rọi xuống, hóa thành quang ảnh giống như bọc biển bao phủ khu vực chiến đấu của tỉnh Đạo Tiên và Âu Dương Đình ở bên trong. Chỉ trong nháy mắt, nguyên khí trên người tỉnh Đạo Tiên và Âu Dương Đình đều bị rút sạch, sức mạnh nhân hoàng phải gánh vác cũng biến mất. Hai cường giả khủng bố vốn là có được sức mạnh vô thượng, bất thình lình mất đi tất cả sức mạnh, như biến thành hai phàm nhân, lại tiếp tục lao vào đánh nhau. Nếu như nói lúc trước bọn họ là thần tiên đánh lộn thì hiện tại không khác gì lưu manh côn đồ trên đường, ngươi một quyền ta một cước, thậm chí là cưỡi lên đánh lộn. Mọi người nhìn mà chết lặng, cường giả vô địch như vậy ở trong mắt người khác cũng bất quá chỉ là hai cái mệnh tàn mà thôi. Chiến đấu như vậy, thay vì nói là cuộc chiến của tỉnh Đạo Tiên và Âu Dương Đình, không bằng nói đã biến thành cuộc chiến giữa Chu Văn và Đế Đại Nhân, tỉnh đạo tiên và âu dương đình bất quá chỉ là hai công cụ mà thôi so với quân mạc trượt trên chiếu bài so với viên xúc sắc trên chiếu bạc thì không có gì khác biệt thoạt nhìn hai người có vẻ có qua có lại thế nhưng trong lòng chu văn rõ ràng trên thực tế hắn đã kém một bậc từ đầu đến cuối đế đại nhân đều chỉ là tiện tay mà làm cơ bản không thực sự sử dụng sức mạnh của chính mình chu văn cũng đã phát huy đệ cửu thiên nhân hoàng đến cực hạn cho dù có tiếp tục thì sợ rằng cuối cùng cũng phải thua không thể nghi ngờ. Đế đại nhân đúng là đế đại nhân, vẫn là sâu không lường được như vậy, vương minh uyên liều mạng một kích cũng không thể thăm dò được cực hạn chân chính. Trong lòng chu văn cảm thán Như vậy cũng rất thú vị. Đế đại nhân nhìn tỉnh đạo tiên và Âu Dương Đình lăn lộn đánh nhau trong bọt biển, miễn cười nói, cũng không tiến thêm một bước thay đổi điều gì. Trong lòng chu văn rõ ràng, cho dù đế đại nhân không thay đổi cái gì thì tiếp tục như vậy người thắng cũng nhất định là tỉnh đạo tiên. Âu Dương Đình cũng không có sở trường chiến đấu, sở trường của hắn là lợi dụng các loại quy tắc mà tỉnh đạo tiên lại thân kinh bách chiến, cùng là sử dụng năng lực thì chiến lực của tỉnh đạo tiên vẫn vượt xa Âu Dương Đình như cũ. Thế nhưng dưới trật tự hỗn độn đệ nhất, Chu Văn cũng chỉ có thể khống chế nguyên khí có hay không chứ không thể làm cho một người có nguyên khí, người kia thì không cũng may khả năng của đệ Cửu Thiên Nhân Hoàng không chỉ có vậy, Chu Văn Tâm niệm vừa động, hai mắt đệ Cửu Thiên Nhân Hoàng nổi lên huyết quang như yêu ma. Theo huyết quang tràn ra trong mắt đệ Cửu Thiên Nhân Hoàng, thân thể Âu Dương Đình cũng xảy ra dị biến, từng mảnh lẫn giáp xuất hiện ở trên người hắn, phản phất như hắn sắp biến thành yêu thú. Sức mạnh và tốc độ của hắn cũng cấp tốc tăng lên, dục thể cũng theo đó mạnh lên, lại lần nữa chiếm thượng phong trong cuộc chiến với Tỉnh Đạo Tiên. Thấy Chu Văn sử dụng thủ đoạn như vậy, đế đại nhân lại dường như có chút thất vọng cho ngươi nhiều thời gian như vậy cũng chỉ trưởng thành đến mức này thôi sao xem ra ngươi còn thiếu một ít dũng khí vậy hãy để ta cho ngươi chút dũng khí đi đế đại nhân nhìn cuộc chiến giữa tỉnh đạo tiên và âu dương đình nói biểu diễn quá xấu xí có khác gì hai con chó giữ cắn nhau chỗ nào đâu theo lời nói của đế đại nhân tỉnh đạo tiên và âu dương đình vậy mà thực sự biến thành hai con chó giữ sau đó lao vào cắn nhau lời đế đại nhân cũng chưa ngừng lại vào lúc đó tiếp tục nói nhân loại đều xấu xí như vậy cũng không cần làm người nữa thân phận súc sinh càng hợp với các người hơn chu văn biến sắc tâm thần phóng cảm ứng tới địa cầu nhất thời biến thành cực kỳ khó coi tất cả nhân loại vì một lời của đế đại nhân mà biến thành đủ các loại động vật dê bò chó lừa lợn ngựa các loại động vật hoảng hốt loạn thành một đoàn lại không thấy ai là con người nữa xem ra dũng khí của ngươi còn chưa đủ Đế đại nhân điềm tĩnh nói một tiếng. Đến. Chỉ thấy một con hất kỳ màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đế đại nhân, mặc cho nó giải dụa trên không trung như thế nào cũng không tránh được trói buộc vô hình kia. Người muốn làm gì? Sắc mặt chu văn cực kỳ khó coi, thần quan trên người tràn ra, nhìn chầm chập đế đại nhân. Trên thân con hất kỳ này hắn cảm nhận được khí tức của Lý Huyền. Cho ngươi một chút dũng khí. Đế đại nhân nhìn con hất kỳ do Lý Huyền biến thành, điềm tĩnh nói. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Chu Văn giận dữ, trong sát na đi tới trước mặt đế đại nhân, sức mạnh tân thế giới duy nhất bao phủ hất kỳ lý huyền, bảo vệ ở phía sau, đồng thời một quyền đánh tới đế đại nhân. Thân hình đế đại nhân lại không như vậy, nắm đấm của Chu Văn lại phản phất như xuyên qua nghìn núi vạn sông nhưng Thủy chung cũng không có cách nào đến trước mặt nàng. Đây rõ ràng là sức mạnh thiên ngoại chi thiên của thiên ngoại tiên, chỉ là do đế đại nhân sử dụng lại mạnh hơn so với thiên ngoại tiên không biết bao nhiêu lần, phản phất như có không gian có vô tận ngăn cách giữa hai người. Ánh mắt của Chu Văn kiên định như sắt, nắm đấm vẫn thẳng tiến không lùi, vậy mà lại đột phá không gian vô tận, xuất hiện ở trước mặt đế đại nhân. Lúc này mới coi được một chút, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Một ngón tay đế đại nhân đặt trước nắm đấm của Chu Văn, vậy mà lại làm hắn không có cách nào tiến thêm một tấc. Xem ra dũng khí ta cho ngươi còn chưa đủ, ngươi vẫn không hạ quyết tâm hoàn toàn, trong lòng vẫn còn lo lắng. Đế đại nhân bình tĩnh nhìn Chu Văn, tiếp tục nói: "Vậy hãy để ta giúp ngươi bỏ đi lo lắng trong lòng." Chu Văn cảm giác việc lớn không ổn, thần thức quét về phía địa cầu, chỉ thấy trên địa cầu những thân thể nhân loại bị hóa thành động vật bắt đầu nổ tung, hóa thành từng đám xương màu máu, trong quy đức cổ thành và trong thành lạc dương cũng vậy. Đột nhiên hình bóng của một thiếu nữ hiện lên trên bầu trời địa cầu, thánh quang vàng kim trên người giống như mặt trời chiếu sáng toàn bộ địa cầu, nơi mà kim quang chiếu đến, nhân loại bị hóa thành động vật cũng ngừng tự nổ. Điềm điềm. Chu Văn cảm ứng được khí tức của thiếu nữ kia, trong lòng vô cùng vui vẻ. Chu Văn, ta không chống đỡ được lâu đâu, mau đánh bại nàng ta đi. Giọng nói của Điềm Điềm vang lên trong đầu Chu Văn. Ánh mắt Chu Văn nhìn chầm chầm vào đế đại nhân, đệ cửu thiên nhân hoàng dung nhập vào bên trong thân thể chu văn như huyễn ảnh đệ cửu thiên nhân hoàng chồng lên sức mạnh tân thế giới duy nhất sức mạnh trên người chu văn dân lên giống như núi lửa phun trào ngươi chết tiệt nắm đấm của chu văn mang theo sức mạnh không thể địch nổi từng tất từng tất chèn ép ngón tay đế đại nhân vậy mà ép được tới đế đại nhân như vậy mới có chút thú vị đấy trên ngón tay đế đại nhân cũng tràn ra thần quang chống lại lực lượng kinh khủng của Chu Văn, nắm đấm của hắn cũng không thể tiến thêm một tấc. Không chỉ không thể tiến thêm, hơn nữa lại bị ngón tay kia đè ép ngược về, đế đại nhân vẫn như cũ chỉ vỏn vẹn sử dụng sức mạnh từ một ngón tay đã chèn ép sức mạnh của Chu Văn không ngừng co lại, đến tận khi cánh tay cũng dần dần uống cong. Khí diễm như núi lửa bạo phát trên người Chu Văn cũng một lần nữa bị áp trở về bên trong thân thể của hắn khiến cho xương cốt toàn thân hắn đều như đang run rẩy trên rỉ, giống như muốn ép nát cơ thể Chu Văn. Tâm. ánh sáng màu tím đậm tỏa ra trên người chu văn một bóng người mặc áo bào tím xuất hiện ở trước mặt chu văn tia sáng kia chấn động đến mức cả đế đại nhân cũng phải lùi lại mấy bước mới ổn định được thân hình đại ma vương rốt cục ngươi cũng tìm lại được bản thân mình ngươi để ta phải đợi rất lâu đấy trên mặt đế đại nhân cũng không có vẻ kinh ngạc ánh mắt trái lại có phần hưng phấn ngươi chết tiệt đại ma vương lạnh lùng nhìn đế đại nhân nói Đúng vậy, ta đúng là chết tiệt, ta chậm chạp không bước ra một bước kia, chính là đang chờ ngươi tới giết ta. Đế đại nhân thấy đại ma vương, giống như đạt được thỏa mãn cực lớn, ánh mắt nóng trực nói. Trận chiến năm ấy ngươi không bại ta cũng không thắng, không đánh bại ngươi, làm sao ta có thể yên tâm bước ra một bước kia đây? Vậy ngươi phải đi chết đi. Đại ma vương lạnh lùng nhìn về đế đại nhân, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, nàng tức giận. Trong trận chiến đó ngươi đã cạn kiệt năng lượng ta cũng không thể thắng bây giờ ta và ngươi quyết đấu một trận mới có thể chân chính quyết định ai mới chính là vua của thế giới này ai mới xứng đáng làm đại ma vương chát đế đại nhân chưa kịp nói xong thì đã bị tắt thẳng vào mặt trái tiếp tục kể làm cho mặt nàng lệch sang một bên máu từ khóe miệng văn tung tóe đại ma vương đứng trước mặt đế đại nhân nhìn nàng không nói một lời nào hôm nay ngươi đế đại nhân như bị nhật nguyệt xuyên qua, vẫn chưa kịp nói hết câu. Chát! Lại một cái tác, lần này là tác vào bên mặt trái của đế đại nhân, làm cho mặt của nàng nghiêng về một bên, đại ma vương vẫn đứng yên lặng trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn về phía nàng. Nói tiếp! Đại ma vương nhìn đế đại nhân, lạnh giọng nói. Hôm nay! Hôm nay! Là ngày chết của ngươi! Đế đại nhân nhìn chầm chầm vào đại ma vương, cuối cùng cũng có thể nói hết câu. Tuy nhiên khi nói xong, lại chẳng có chuyện gì xảy ra, đại ma vương vẫn tác thẳng vào mặt đế đại nhân. Chát chát! Chát chát! Đại ma vương liên tục tác vào mặt đế đại nhân, lại một cái tác nữa, lần này là cả bên trái lẫn bên phải, nàng làm thế nào cũng trốn không thoát, không thể trốn thoát. Cuối cùng đại ma vương thẳng tay trực tiếp đánh bay đế đại nhân ra ngoài, làm cho nàng đập đầu vào bục thiên mệnh mới bước vào vũ trụ được nửa bước cũng dám nói bừa với thiên mệnh, ngươi thật tự cho mình là chúa tể vũ trụ sao? Thật sự một chút biết điều cũng không có. Đại Ma Vương nhìn đế đại nhân đang nằm gục trên mặt đất, chẳng có một chút cảm xúc gì. Chu Văn Há hốc mồm kinh ngạc, đế đại nhân bất khả chiến bại, mà ở trước mặt đại ma vương ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, khó trách đế thính dù chỉ một ánh mắt cũng không chịu nổi. Vũ trụ nửa bước còn bị lạm dụng như vậy, huống chi tận thế định phong đế thính ngươi đã đi trước một bước. Mặt của đế đại nhân sưng lên, khóe miệng đầy máu tươi, nhưng nàng không cam lòng chịu thua, ngược lại còn vô cùng cao hứng, nàng chậm rãi bò dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm vào đại ma vương. Có cần thiết không? Đại ma vương lạnh nhạt nói. Đại ma vương chính là đại ma vương, thì ra là ngươi đã sớm bước thêm một bước rồi, ta thật sự có chút buồn cười, ta lại ngu ngốc đợi ngươi. Vậy cũng tốt, vậy cũng rất tốt, so với mong đợi của ta thì càng tốt hơn đế đại nhân nhìn đại ma vương giống như sắp phát điên không gian xung quanh nàng bị bóp méo chu văn lập tức cảm thấy có điều gì đó bất thường không chỉ không gian xung quanh đế đại nhân đang bị vặn vẹo mà toàn bộ không gian của thế giới không gian cũng bắt đầu xoay chuyển không không chỉ là không gian bị bóp méo mà ngay cả thời gian cũng bắt đầu bị bóp méo những người bị chết do vụ nổ lại đột nhiên sống lại hình ảnh trong khối ma phương cũng bị rối loạn rõ ràng trận chiến này đã từng xảy ra rồi vậy mà bây giờ lại đột nhiên tái diễn thực tế cũng không phải tái diễn mà là người đã chết một lần nữa sống lại nói đúng hơn là thời gian đã quay lại trên địa cầu những người đã chết mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm ăn mặc những trang phục kỳ dị lại xuất hiện trên những đường phố xa hoa truy lạc thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh trên một con đường một bên là những tòa nhà cao tầng hiện đại một bên lại là những ngôi nhà gỗ cổ kính nhật nguyệt đảo ngược đại dương ở trên trời còn đỉnh núi lại ở cuối chân trời tinh tú chuyển động thiên địa biến ảo dường như đang lạc trong ảo ảnh lại cũng giống như đang ở trong một giấc mơ kỳ quái dưới chân đế đại nhân thiên mệnh xuất hiện vết rạn nứt có lẽ đã trải qua vô tận tuế nguyệt làm cho hao mòn đã từng có không biết bao nhiêu vị vương giả chiến đấu đều không thể tổn thương đến thiên mệnh vậy mà bây giờ lại bị rạn nứt ma anh không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa chu văn nhìn đại ma vương nói đại ma vương không để ý đến chu văn mặc dù một nửa là ma anh nhưng một nửa là đại ma vương đánh vào mặt đế đại nhân đó là ma anh đang phẫn nộ còn không nghe theo lời của chu văn lại là đại ma vương kiêu ngạo đúng vậy kiêu ngạo bởi vì quá kiêu ngạo cho nên nàng không ngăn cản đế đại nhân bước thêm một bước chỉ đứng một bên quan sát chiến hạm hàng không và con thuyền cổ đại lướt qua giữa biển và trời có chiếc máy bay chiến đấu cổ đi ngang qua và đâm thẳng vào tòa nhà những tòa cao ốc đều sụp đổ nhưng nó không va vào cá con phố bên cạnh bởi vì những nơi đó đã biến thành một nơi hoang vu khủng long thì hoảng loạn bay trên những đống phế tích toàn bộ thành lạc dương đột nhiên bay lên phía dưới thành lạc dương lại xuất hiện một tòa thành cổ xưa hơn nữa còn đang không ngừng nhô cao một tòa thành cổ lại vụt lên từ mặt đất đó chính là những tòa thành cổ đã bị phá hủy từ rất lâu. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở thành phố cổ xưa Quy Đức, thành chồng lên thành, dưới thành có thành, giống như những tòa nhà chọc trời. Trong thành lại có đủ các người của các thời kỳ khác nhau, họ mặc những trang phục ở thời kỳ của mình, tạo nên một cảnh tượng rất hỗn loạn, không thể nói nên lời khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một bước này, ta phải đợi quá lâu. Đế đại nhân chậm rãi đi về phía đại ma vương. Bước đi này, núi sông ở các không gian khác nhau đều bị đảo ngược rất nhiều các lĩnh vực bị sụp đổ những chủng tộc bị diệt vong bây giờ lại được hồi sinh một vị thần như thần mặt trời lại bước ra từ bầu trời mỉm cười và đi xuống núi làm cho mặt trời không bao giờ lặn những tộc nhân của thần mặt trời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy đến quỳ xuống trước mặt thần mặt trời cùng tung hô hắn là vua lại thêm một vị tiên thiên đế quân đã mất từ rất lâu bước ra 13 vị tiên thiên đế quân nhìn thấy tiên thiên cho, đế quân đại nhân. Tội tiên thiên đồng thanh, có người vui đến phát khóc. Nhưng trong nháy mắt, những vị thần đó đã hóa thành bụi trần, tan vào trong trời đất. Một bước này, vũ trụ đã thay đổi. Chát! Vừa mới bước được một bước, đại ma vương lại đứng trước mặt đế đại nhân, một lần nữa lại bị một bàn tay tác thẳng vào mặt. Này còn ra thể thống gì, đáng tiếc vẫn là quá yếu, có cần cho ngươi thêm một chút dũng khí không? Đại ma vương nhìn đế đại nhân lạnh nhạt nói, đây chính là những gì mà đế đại nhân nói với Chu Văn. Đế đại nhân bị cái tác của đại ma vương làm cho choáng váng, nàng đã bước thêm một bước, đạt đến vũ trụ cấp thật sự, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi cái tác của đại ma vương. Nhiều năm chuẩn bị như vậy, nhiều năm tính toán kỹ càng như vậy, lại bị một tác này, dường như nàng chỉ là một trò đùa. Đế đại nhân tự nguyện ở lại kỳ tử sơn, mặc dù là vì giữ lời hứa thế nhưng trong những năm tháng ở đây nàng vẫn luôn chăm chỉ tu luyện kỳ tử sơn rất gần với cốt lõi của địa cầu mà địa cầu chính là nơi cấm địa thời cổ có rất nhiều áp chế đã qua nhiều năm như vậy nàng đã tu luyện đã mạnh mẽ hơn trước đây một lời nói có thể đảo ngược được thời gian một lời nói có thể đảo ngược sinh tử một lời có thể tạo ra mọi thứ từ hư vô nàng không bước thêm một bước chẳng qua là vì đang đợi đại ma vương xuất hiện chờ đợi một trận chiến cuối cùng chờ đợi thời khắc huy hoàng và vinh quang nhất nàng muốn đạp lên đại ma vương để đăng cơ làm vua vũ trụ đây mới thực sự là vua mới có tư cách thống trị cả vũ trụ nhưng một cái tác này đã đánh tất cả công sức của đế đại nhân thành bọc nước thật sự rất tốt đế đại nhân ngẩng đầu nhìn vũ trụ vô tận dường như đã khôi phục lại như cũ đế đại nhân thu hồi tầm mắt nàng nhìn về phía đại ma vương ta vẫn luôn chờ ngày chúng ta tái chiến vẫn luôn mong chờ cái kết hoàn mỹ nhất, nhưng ta lại quên mất một điều là chỉ mong chờ thì không thể đủ. Ta đã quá tự tin vào bản thân, tự cho rằng chỉ cần nỗ lực hết mình là đủ, nhưng lại bỏ qua một sự thật. Thế giới này không phải vì ta mà tồn tại, ta đã tự mình phong ấn bản thân vào bên trong thế giờ mà ta hằng mong đợi và chẳng có cách nào để ta có thể thoát ra khỏi. Cảm ơn ngươi vì đã cho ta tiến thêm bước này, đây chính là sức mạnh đại ma vương mà ta muốn thấy là trận chiến mà ta mong chờ bấy lâu nay. Đế đại nhân trầm mặt, nhìn đại ma vương rồi tiếp tục nói. Trước đây là ta khiêu chiến với ngươi, bây giờ cũng là ta khiêu chiến với ngươi, đại ma vương, chúng ta bắt đầu lại đi. Đế đại nhân nhỏ giọng nói, nàng không còn vẻ kiêu ngạo nữa, không còn là một vị thần điều khiển mọi thứ, cũng không phải là một vị vua kiểm soát mọi quyền lực trên thế giới. Đế đại nhân nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, giống như một nữ tu thành kính đang cầu nguyện với Thượng Đế, cũng giống như một tế sư đang thỉnh cầu với thiên thương ban phước lành. Ta hy vọng, thế giới này sẽ không còn tiên đế. Ta hy vọng, trên đời này sẽ không còn vị vua của chiều không gian đó. Ta sẽ dùng tất cả để đánh với ngươi một trận. Ta hy vọng, đây chính là trận chiến cuối cùng trong đời ta. Như mong muốn của đế đại nhân, tiên quan trên người nàng dần biến mất, lộ ra hình dáng của một nữ nhân bình thường hình dáng này của nàng giống như một tiên nữ nhưng không có khí tức siêu nhiên bây giờ nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường như bao người trong thiên hạ trên người của nàng hình như có một loại xiềng xích nào đó vừa bị phá vỡ làm cho hình dáng của nàng càng trở nên chân thực nhìn thấy bộ dạng bình thường này của nàng không còn khí chất của tiên linh vương gia không còn là đế đại nhân ánh mắt đại ma vương có chút kinh ngạc trầm thiên mệnh đài dưới chân đế đại nhân bị vỡ vụn Từng tảng đá lớn rơi xuống dưới vực sâu vô tận. Hai người bị treo lơ lửng giữa không trung, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ toàn bộ thế giới. Rầm. Chu Văn cảm thấy cơ thể bị một sức mạnh vô hình đánh bay ra ngoài, không biết hắn đã bay bao xa, hắn đâm vào một tinh cầu, tinh cầu trực tiếp bị vỡ vụn. Mạnh như Chu Văn, nhưng cũng không thể chống lại nguồn sức mạnh kinh khủng này, vậy thì những chủng tộc khác làm sao có thể chống đỡ? vô số di thú bị nguồn sức mạnh kinh khủng này ném ra ngoài xuyên thủng kết giới không gian bị ném vào trong vũ trụ địa cầu dị thú ở trong không gian thì không sao nhưng chu văn ở quá gần chiến trường vì vậy hắn bị thương rất nặng nguồn năng lượng đáng sợ này đã trực tiếp đánh thẳng vào hắn cơ thể của chu văn bị đập vào một tinh cầu nữa cuối cùng cũng ngừng lại hắn nhanh chóng đứng dậy lại được chứng kiến một cảnh tượng ngàn năm có một bầu trời bị chia thành hai nửa một nửa là bầu trời đầy sao một nửa là không gian vô tận những ngôi sao đang nổ tung những không gian dị thứ đang chìm trong tận thế tất cả đều đang sụp đổ chỉ có hai vòng ánh sáng giống như mặt trời và mặt trăng đang tỏa ra nguồn dao động cực đại không có từ nào có thể diễn tả hết được sự khủng khiếp của những dao động này dưới sự va chạm sức mạnh của đại ma vương và đế đại nhân vũ trụ địa cầu thật sự bị tách ra khỏi chiều không gian sức mạnh khủng khiếp đến mức có thể chia cắt cả hai thế giới không Sức mạnh kia đã mạnh đến mức có thể hủy diệt mọi thứ, rõ ràng hai thế giới đã bị ngăn cách, nhưng trong vũ trụ địa cầu, vẫn chịu ảnh hưởng của nguồn sức mạnh kinh khủng này, từng ngôi sao nổ tung trên bầu trời. Thậm chí ngay cả các thiên hà cũng bị phá hủy trong nháy mắt, Điềm Điềm đã cố gắng hết sức để bảo vệ địa cầu, nhưng những hành tinh trong hệ Thái Dương lại lần lượt nổ tung. Sao Minh Vương, sao Hải Vương, sao Thiên Vương, mỗi ngôi sao đều phát ra cực quan, mà đây chỉ là một trong vô số những ngôi sao đang nổ tung. Toàn bộ hệ ngân hà đều là những ngôi sao đang nổ tung, những sinh vật đáng sợ đang cố thoát khỏi những ngôi sao này, chúng không ngừng lao ra. Chúng bị thả vào trong không gian vũ trụ này, dường như còn đáng sợ hơn những chiều không gian khác, khắp nơi đều là những sinh vật đáng sợ đã thức tỉnh trong vụ nổ. Tuy nhiên, những sinh vật này lại không tấn công những sinh vật ở chiều không gian khác, bởi vì chúng đang không ngừng rung rẩy, dưới nguồn sức mạnh khủng khiếp này, vũ trụ đang sắp sụp đổ, như đang quay lại thời kỳ sơ khai của vũ trụ đại ma vương không thể tiếp tục nữa thế giới vốn dĩ đã không thể chịu được nguồn sức mạnh kinh khủng này chu văn truyền ý niệm của mình vào trong không gian bị tước đoạt nhưng lại không nhận được bất cứ phản hồi nào hắn muốn xông vào dị thứ nguyên nhưng lại bị dội ngược trở lại hoàn toàn không có cách nào xông vào trong đó sức mạnh của điềm điềm đã bắt đầu cạn kiệt chu văn không thể không gọi nhân hoàng cửu thiên trở về địa cầu dùng sức mạnh tối cao để bảo vệ hệ thái dương Sức mạnh của Nhân Hoàng Cửu Thiên cũng chỉ đạt đến trình độ này, nhưng nguồn sức mạnh kinh khủng kia đã đạt gần đến cấp 3, Nhân Hoàng Cửu Thiên không thể không dốc hết sức chiến đấu. Vũ trụ cấp. Rốt cuộc là loại sức mạnh gì? Chu Văn nhìn vòng ánh sáng đen mờ ảo đang xen vào vòng ánh sáng trắng giống như nhật thực, chúng không ngừng bổ sung năng lượng cho nhau, tỏa ra nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Vào giờ khắc này, cả vũ trụ đều đang chống chịu nguồn sức mạnh của hai vòng ánh sáng kia. Vô số sinh vật kinh hãi nhìn hai vòng ánh sáng chói lóa. Mặt trời và các vì sao tối sầm lại, hai kỳ quan của vũ trụ cùng xuất hiện trong một ngày, mà từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện bao giờ. Từ trước đến nay Chu Văn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy vũ trụ cấp, cũng chưa từng nghe nói qua, cấp độ tận thế đã là cực hạn, thế nhưng vũ trụ cấp còn vượt xa khỏi giới hạn chịu đựng của thế giới. Nguồn sức mạnh này vốn dĩ không nên xuất hiện trong vũ trụ này với sức mạnh như vậy thì có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ vũ trụ nhân hoàng cửu thiên và điềm điềm rất vất vả mới có thể chống đỡ đến thời điểm này chu văn biết bọn hắn không thể chống đỡ quá lâu nếu trận chiến này không sớm kết thúc thì e rằng toàn bộ vũ trụ sẽ bị hủy diệt đây chính là sức mạnh siêu việt của vũ trụ sao chu văn không thể liên lạc với đại ma vương hắn đã từ bỏ suy nghĩ thuyết phục đại ma vương dừng lại hắn lấy điện thoại ra Hắn nhanh chóng ấn vào một biểu tượng đặc biệt trên điện thoại, đó là bản sao duy nhất của trò chơi này. Ý niệm thâm nhập vào bên trong trò chơi, Chu Văn nhanh chóng xuất hiện ở kiến thành. Phía trên bầu trời kiến thành, thủ hộ giả của kiến thành đang bình tĩnh quan sát hắn. "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Thủ hộ giả của kiến thành nói chuyện, giọng điệu lạnh lùng vô tình, giống như tiếng thiết bị điện tử. "Chuẩn bị kỹ để làm gì?" Chu Văn ngạc nhiên nhìn thủ hộ giả của kiến thành. Tọa độ Z14, sức mạnh tinh thần là 0.99, chưa vượt qua huấn luyện khởi động. Phát hiện vật thể 214 mang năng lượng dị thường. Kiểm tra bên trong. Phát hiện không gian Z14 sắp rơi vào hủy diệt. Ước tính trong 4 giờ nữa, không gian vũ trụ Z14 sẽ bị hủy diệt. Báo động khẩn cấp. Mở ra chương trình huấn luyện. Hoàn thành 4 màn huấn luyện sẽ đạt được sức mạnh vũ trụ to lớn thủ hộ giả của kiến thành sau khi nói xong thì bất ngờ di chuyển xuất hiện như một bóng ma trước mặt chu văn dùng lòng bàn tay đập mạnh vào đầu hắn chu văn như bị tan biến hắn dễ dàng xuyên qua nhiều lớp không gian gần như đang trong trạng thái dịch chuyển chuyển mọi nơi bên trong kiến thành đều là ảo ảnh mà hắn để lại tuy nhiên lòng bàn tay của thủ hộ giả của kiến thành vẫn tiếp tục đập xuống đầu hắn chu văn chấp hai tay lại như đang đón tiếp phật đà sức mạnh cũng theo đó mà gia tăng nhanh chóng trầm chu văn nhìn thấy cả thế giới bị thủ hộ giả của kiến thành dùng một tay đập nát mắt chu văn bắt đầu trở nên tối sầm lại hắn thoát khỏi trò chơi trên màn hình điện thoại di động lại xuất hiện dòng chữ huấn luyện tân thủ thất bại chu văn lại tiến vào trò chơi thủ hộ giả của kiến thành vẫn còn ở đó hắn mặc bộ chiến giáp tiến vào trò chơi cảm giác rất chân thực nhưng vì tiến vào quá nhanh nên hắn cũng không cảm nhận được gì nhiều chu văn biết rất rõ sức mạnh và tốc độ của thủ hộ giả của kiến thành đều vượt xa hẳn nó là một loại sức mạnh ở vũ trụ cấp mà hắn chưa bao giờ đạt được chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ của nàng thì có thể lập tức giết chết hắn thế nhưng cái chết không làm cho chu văn nản lòng mà ngược lại hắn vô cùng mừng rỡ thứ hắn muốn chính là sức mạnh vũ trụ cấp chỉ khi có thể đạt đến vũ trụ cấp mới có thể tham gia trận chiến giữa đại ma vương và đế đại nhân mới có thể ngăn cản bọn hắn phá hủy toàn bộ vũ trụ huấn luyện tân thủ trong điện thoại vốn dĩ cũng không chuẩn bị cho hắn hắn cũng chưa đạt đến trình độ để mở ra huấn luyện tân thủ bây giờ chỉ còn cách cưỡng ép mở huấn luyện tân thủ mới có thể đột phá sức mạnh của bản thân lần này thủ hộ giả của kiến thành lại dùng tay đập một cái chu văn biết hắn không thể tránh khỏi thậm chí cũng không thể dịch chuyển dù tốc độ của hắn có nhanh đến đâu đi chăng nữa thì cũng vô dụng liều mạng quyết đấu thật sự không có khả năng thủ hộ giả của kiến thành có thể hủy diệt cả vũ trụ ngay cả sức mạnh tận thế cũng không thể so với nguồn sức mạnh này không thể tránh cũng không thể liều mạng vậy thì chỉ có thể cố gắng chịu đựng chu văn dùng tay đỡ lấy đòn đánh của thủ hộ giả của kiến thành hắn muốn hấp thụ lấy nguồn sức mạnh của thủ hộ giả của kiến thành để gia tăng sức mạnh của bản thân thế nhưng khi hai tay chạm vào nhau tay chu văn trực tiếp nát tan cánh tay và thân thể cũng nổ tung chưa kịp hấp thụ sức mạnh thì đã chết huấn luyện tân thủ thất bại lại một lần nữa đứng trước mặt thủ hộ giả của kiến thành chu văn lựa chọn chủ động xuất chiêu hắn dùng toàn sức mạnh tạo ra vô số kiếm quan trên bầu trời lao về phía thủ hộ giả của kiến thành bùng cả bầu trời kiếm quan trực tiếp bị phá hủy nàng trực tiếp nắm lấy tay chu văn trực tiếp giết chết huấn luyện tân thủ thất bại một lần lại một lần nữa thất bại mỗi một lần huấn luyện chu văn đều dùng những cách khác nhau để chiến đấu nhưng kết quả vẫn không thay đổi thủ hộ giả của kiến thành chỉ dùng một tay là có thể phá vỡ chiêu thức của chu văn đây chính là khác biệt về trình độ sức mạnh tận thế cấp vẫn còn thuộc về nguồn sức mạnh thần thoại theo phân tích trong ba cấp độ kinh hoàng thì thiên tai và tận thế vẫn còn thuộc cấp độ thần thoại tuy nhiên vũ trụ cấp lại vượt ra khỏi phạm vi của cấp độ thần thoại chu văn bị thất bại nhiều lần nhưng hắn vẫn không nản lòng ngược lại sức mạnh và tốc độ của hắn càng ngày càng mạnh càng nhanh chu văn cũng cải thiện sức mạnh và tốc độ trong khi áp chế trận chiến thật đáng tiếc cho dù sức mạnh của hắn có mạnh hơn tốc độ của hắn có nhanh hơn thì rốt cuộc vẫn không thể chống lại một đòn của thủ hộ giả của kiến thành không được cho dù sức mạnh và tốc độ của ta có đột phá bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn vô dụng chỉ khi vượt qua quy luật của vũ trụ này mới có thể chặn được đòn đánh này của thủ hộ giả của kiến thành chu văn biết được lý do mà hắn thất bại nhiều lần dù vậy thì phải làm sao mới có thể vượt qua được quy luật của vũ trụ đây hắn sinh ra và lớn lên ở đây ban bản thân hắn cũng là một phần của vũ trụ này vậy thì làm sao hắn có thể vượt qua được vũ trụ này chu văn nghĩ đến đại ma vương và đế đại nhân sức mạnh của bọn hắn đã vượt qua quy luật vũ trụ chuyện đó không còn nghi ngờ gì nữa sức mạnh của đại ma vương đã vượt qua quy luật của vũ trụ này nhưng chu văn không biết làm thế nào mới có thể làm được điều đó thế nhưng trước đây đế đại nhân đã từng thành công nàng dùng sức mạnh của bản thân để phá vỡ mọi quy luật vũ trụ từ bỏ chính bản thân mình cũng từ bỏ vũ trụ đã sinh ra mình đồng thời cũng đạt được sức mạnh mà bản thân mong muốn nếu chu văn muốn bước đi trên con đường đó hắn phải dùng chính sức mạnh của bản thân để chống lại sức mạnh của vũ trụ lúc sức mạnh của hắn vượt qua quy luật của vũ trụ thì cũng chính là lúc hắn đạt được vũ trụ cấp nhưng như vậy sức mạnh của hắn sẽ giống như sức mạnh của đế đại nhân giống như sức mạnh của đại ma vương một khi bùng nổ sức mạnh thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vũ trụ trận chiến giữa đại ma vương và đế đại nhân đã làm cho vũ trụ gần như sụp đổ nếu như hắn cũng tham chiến thì vũ trụ sẽ nhanh chóng bị hủy diệt nếu như việc thăng vũ trụ cấp bị thất bại thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn đây cũng chính là con đường thủ hộ giả của kiến thành chỉ cho hắn trước khi vũ trụ bị hủy diệt hắn phải đạt được vũ trụ cấp từ đó mở ra cánh cửa vũ trụ cho vũ trụ chính như vậy chu văn mới có thể sống sót nhưng các bằng hữu của hắn sẽ bị diệt vong có lẽ đại ma vương và đế đại nhân cũng có thể sống sót nhưng những người khác đều sẽ chết không được đó không phải là con đường của ta từ trước đến giờ con đường mà ta chọn vẫn không thay đổi thứ ta muốn không phải là sự hủy diệt chu văn vào lòng bàn tay của thủ hộ giả của kiến thành sức mạnh của thế giới bùng nổ bùng lại một lần nữa cơ thể của chu văn bị dập nát hắn lại thất bại Chu Văn không tiến vào trò chơi nữa, hắn đứng trên bầu trời đầy sao, hắn cảm nhận được vũ trụ này sắp bị hủy diệt. Sao trời nổ tung, vũ trụ đảo lộn, các sinh vật thuộc mọi chủng tộc chạy trốn trong sợ hãi, ngay cả những sinh vật trên bầu trời cũng hoảng loạn. Toàn bộ vũ trụ trong tầm mắt của Chu Văn, hắn thu hồi ánh mắt. Vũ trụ này thật sự quá lớn, có chút không thật, Chu Văn thu tầm mắt lại. Siêu tinh hệ, cụm tinh hệ, thiên hà, giải ngân hà, vành đai cổ đức bản địa ngâm, bản tinh tế mây, áo nhĩ đặc biệt mây thái dương tinh hệ, địa cầu, khu vực phía đông, quy đức cổ thành. Tầm mắt không ngừng tập trung, cuối cùng dừng lại ở những khuôn mặt quen thuộc. Nha Nhi, Vương Lộc, Lý Huyền, Âu Dương Lam, Chu Lăng Phong. An Tĩnh, Trương Ngọc Trí, Phong Thu Nhà, Minh Tú, Tân Trăng các loại, từng gương mặt quen thuộc lướt qua trước mặt Chu Văn. Chu Văn đột nhiên tỉnh ngộ, hắn biết được vì sao bản thân lại luôn từ chối việc thăng cấp lên tận thế bằng con đường kinh mỹ tiên tại sao hắn lại không chịu sử dụng sức mạnh thật sự của tận thế bởi vì đó chính là con đường đại diện cho sự hủy diệt và cũng là sự sống mới nếu không vũ trụ cũ không bị phá hủy thì sẽ không thể xuất hiện một vũ trụ mới đồng nghĩa với việc vũ trụ cũ sẽ bị lụi tàn vũ trụ cấp cấp đại diện cho sự sáng tạo có nghĩa là tạo ra một vũ trụ mới là một bản sao hoặc chính là hạt giống mới của vũ trụ ban đầu. Hạt giống này sẽ hấp thụ dinh dưỡng từ vũ trụ cũ, bám rễ rồi nảy mầm, phát triển đến mức có thể thay thế vũ trụ cũ, điều đó có nghĩa vũ trụ cũ sẽ bị chết. Tất nhiên, vũ trụ cũng có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ, một vũ trụ mạnh mẽ có thể sinh ra vũ trụ mới và có thể sẽ không bị biến mất. Nhưng hiện tại trong vũ trụ này đã có thêm hai vũ trụ mới do Đại Ma Vương và Đế Đại Nhân tạo ra nếu như cứ tiếp tục thăng vũ trụ cấp theo cách này thì liệu vũ trụ còn có thể chịu được hay không có lẽ nó sẽ sụp đổ ngay lập tức chu văn không dám đánh cược cũng không muốn cược tại sao cứ phải phá hủy cái cũ để tạo ra cái mới vũ trụ này đã sinh ra ta và nuôi dưỡng ta và có những người trên vũ trụ này cho ta sự sống có người mà ta quý trọng cho dù nó không hoàn mỹ cho dù nó như thế nào dù cho nó đã hứng chịu biết bao vết thương cho dù nó đứng trên bờ vực của sự diệt vong thì với ta nó vẫn là vũ trụ hoàn hảo nhất là vũ trụ mà ta mong muốn cũng là lựa chọn duy nhất của ta từ lúc ta sinh ra trên đời này chuyện này đã được định sẵn chu văn ngẩng đầu ánh mắt dần trở nên kiên định sức mạnh của tân thế giới lan ra rồi hợp nhất với những mảnh vỡ của vũ trụ dưới sự bảo vệ của nhân hoàng cửu thiên và điềm điềm mặc dù địa cầu tạm thời không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng thế nhưng những vết thương trước đó vẫn làm cho địa cầu bị tàn phá nặng nề thành phố cổ quy đức nằm trên cùng của nhiều lớp thành cổ mặc dù hầu hết con người bị biến thành động vật đã trở lại như lúc ban đầu nhờ sức mạnh của nhân hoàng cửu thiên nhưng cảnh tượng trên bầu trời giống như ảo ảnh làm cho bọn họ vô cùng kinh sợ ở không gian khác thì giống như ngày tận thế đại địa băng liệt sông núi đảo ngược khắp nơi đều là phế tích trong vũ trụ tràn ngập mảnh vỡ của các vì sao ai chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi rùng mình bọn họ giống như những con kiến nếu không cẩn thận bước xuống lập tức bị dẫm đạp cho đến chết. Vương Lộc đang nhắm mắt cầu nguyện, Nha Nhi nhìn lên bầu trời đầy sao trong vòng tay của Âu Dương Lam. Giữa lúc mọi người đang kinh sợ, đột nhiên cảm thấy trời đất trung chuyển, thành phố cổ trùng trùng điệp điệp đang chìm xuống, biến mất từng chút một. Sông núi nước nẻ, những tòa nhà sụp đổ, bị đảo ngược, nhanh chóng khôi phục bộ dạng ban đầu. Những mảnh vỡ bay lên một cách kỳ lạ và trở lại vị trí vốn có của nó cái gương vỡ nát cũng phục hồi lại như cũ người chết trong thảm họa đại hồng thủy lần lượt sống lại những tòa nhà cao tầng đã sụp đổ xuất hiện trong thành phố nhiều loại thực vật khác nhau được tái sinh và phục hồi cây xanh bao phủ khắp nơi nước rút khỏi đất liền núi cũng trở về đúng vị trí của nó bị ảnh hưởng bởi nguồn sức mạnh đáng sợ này tinh cầu vốn dĩ đã bị lệch khỏi quỹ đạo của nó đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu chứng kiến cảnh tượng khó tin mọi người vừa vui mừng vừa sợ hãi họ nghĩ rằng thần linh đã xuất hiện ngăn chặn thảm họa kinh khủng này trên bầu trời đầy sao sinh vật gầm lên phấn khích khi nhìn thấy vũ trụ đang hồi phục lại như ban đầu nhưng những sinh vật đến từ các chiều không gian khác thì đang buồn bã lo sợ vũ trụ địa cầu khôi phục nhưng các không gian khác vẫn đang ở trên bờ vực của sự diệt vong hai vòng ánh sáng một đen một trắng đang phá hủy mọi thứ trước đây bọn chúng luôn khát khao được lao vào vũ trụ địa cầu nhưng bây giờ thứ bọn chúng muốn chính là được trở về quê hương nhưng thật đáng tiếc nhà của chúng đã bị phá hủy gần hết sinh vật của hai thế giới đang nhìn cảnh tượng không gian hư ảo này đột nhiên nhìn thấy một người phi thăng lên trời đột phá thiên tế từng bước bay về phía chỗ không gian đang bị nứt nẻ người đàn ông đi đến vách ngăn giữa vũ trụ địa cầu và chiều không gian hắn dùng hai tay kéo một phát đã tách rời vũ trụ địa cầu ra khỏi chiều không gian đó giống như một tấm màn sân khấu bị hắn kéo mở ra hắn đi vào bên trong không gian những nơi mà hắn đi qua đều được phục hồi như cũ mọi thứ đều được hồi sinh cũng giống như tận thế trước mặt hắn là phế tích hoang tàn thế nhưng sau lưng hắn lại thế giới tràn đầy sức sống hắn đi qua nơi nào thì nơi đó đều trở về vị trí vốn có của nó núi sông được thiết lập lại mọi thứ được tái sinh thần linh cuối cùng cũng xuất hiện các chủng tộc khác nhau hò reo trong phấn khích nhân hoàng đã trở về sau khi loài người nhìn rõ được hình dáng của hắn tất cả đều vui mừng vì nhân hoàng của bọn họ đã trở lại thiếu gia chu văn đã thật sự trở thành thần rồi sao an sinh vừa vui mừng vừa lo sợ hắn rơi lệ cuối cùng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ an thiên tá hừ lạnh một tiếng nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ mừng rỡ không hổ là người đàn ông của nguyệt độc nguyệt độc nhìn thấy bóng dáng này trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo đại ma vương và đế đại nhân đang chiến đấu quyết liệt đột nhiên cảm giác có điều gì đó không ổn bọn hắn cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang yếu đi không 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 phải sức mạnh của bọn hắn yếu đi mà thế giới này đã có chuyện gì đó xảy ra lúc trước chỉ cần một ánh mắt của bọn hắn cũng đã đủ xé rách cả không gian nhưng bây giờ lại không có chút tác dụng nào một ngọn cây một bông hoa đều chỉ là những thần vật bình thường vậy mà sức mạnh của bọn hắn lại không thể tổn thương đến chúng thế giới này đã xảy ra chuyện gì đại ma vương và đế đại nhân ngừng trận chiến nhìn vào thế giới xa lạ trước mắt bọn hắn không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra chu văn đang đi tới mỗi một bước đều làm chi thế giới trải qua những thay đổi kỳ lạ những thứ đã bị bọn hắn phá hủy đều khôi phục lại sau lưng chu văn hai người nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt chu văn vậy mà cũng bước thêm một bước trở thành vũ trụ cấp thế nhưng có một điều bọn hắn không thể hiểu nổi muốn đạt đến vũ trụ cấp thì phải đột phá vũ trụ nhưng dường như chu văn lại hòa nhập với vũ trụ hắn cũng không bị quy tắc của vũ trụ từ chối các ngươi làm loạn đủ chưa chu văn đi đến trước mặt bọn hắn bình tĩnh nói chu văn dừng lại thế nhưng sức mạnh vẫn không ngừng bộc phát thoát ra khỏi cơ thể của chu văn bao trùm toàn bộ không gian những đống phế tích lần lượt được khôi phục thiên mệnh đài và thang trời cũng được phục hồi đế đại nhân và đại ma vương đều đang đứng trên thiên mệnh đài từng khối ma phương tỏa ánh hào quang chiếu sáng bầu trời và cả thế giới mang hình ảnh của bọn hắn đến khắp nơi ngay cả những vùng xa xôi hẻo lánh tất cả sinh vật trên thế giới đều chú ý đến ba hình ảnh này cho dù là con người hay là sinh vật của các không gian khác đều âm thầm cầu nguyện trong lòng hy vọng chu văn có thể đánh bại hai nữ nhân đáng sợ kia đại ma vương ngươi tự mình kỷ luật người của ngươi hay để ta dạy dỗ giúp ngươi Đế đại nhân nói với Đại Ma Vương, cũng không để Chu Văn vào mắt. Mặc dù hắn đã đạt đến vũ trụ cấp, nhưng hắn không đột phá cảnh giới, thì cũng chỉ là vũ trụ cấp cơ bản, cũng giống như lúc nàng vừa đạt vũ trụ cấp, ngay cả một bàn tay của Đại Ma Vương cũng không thể đỡ nổi. Ai nhìn cũng biết, Chu Văn chỉ đang hòa hợp với vũ trụ, hắn vẫn chưa đột phá. Đây là trận chiến của chúng ta, không liên quan gì đến ngươi. Đại Ma Vương nói với Chu Văn. Chu Văn nhìn hai người trước mặt, một người là tiên một người là ma hắn nghe được lời này thay vì tức giận thì hắn lại nở nụ cười hắn đi vào giữa đế đại nhân và đại ma vương bình tĩnh nói dừng ở đây đi đừng náo loạn nữa nếu ngươi đã không thể dạy dỗ được vậy thì để ta thay ngươi đế đại nhân nói với đại ma vương nàng nhìn thoáng qua chu văn lạnh lùng nói lại đây nghe thấy lời này của nàng dường như cả đất trời đều phải cúi đầu bởi vì lời này Chu Văn đi đến trước mặt nàng. Vả miệng. Đế đại nhân muốn Chu Văn tự vả mặt của mình, đây cũng chính là vả vào mặt đại ma vương. Chu Văn duỗi bàn tay ra, nhưng không tự tác vào mặt mình, hắn vươn tay nắm lấy tay của đế đại nhân. Ánh mắt của đế đại nhân tràn đầy kinh ngạc, thân thể của nàng bị Chu Văn nắm lấy, trực tiếp ném lên thiên mệnh đài. Vả miệng đúng không? Chu Văn lập tức giơ tay ra, trực tiếp đánh vào mặt của đế đại nhân, cả người nàng gục trên thiên mệnh đài, Nàng co người lại, nét mặt vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt ngây dại. Sau khi đế đại nhân nhận thức được thì cơ thể nàng rung lên vì tức giận. Nàng bị đại ma vương tác vào mặt thì không sao, dù gì đó cũng là đại ma vương, đã từng là chủ của dị thứ nguyên, không ai sánh bằng. Bị đại ma vương tác vào mặt, đế đại nhân không cảm thấy xấu hổ, nhưng nên tiêu tử Chu Văn này lại dám tác nàng ngay trước mặt tất cả sinh vật của hai thế giới, chuyện này làm cho đế đại nhân vô cùng nhục nhã hà giết chết nàng còn hơn là sỉ nhục nàng như vậy. không chỉ đế đại nhân mà toàn bộ tiên tộc chứng kiến cảnh này đều cúi đầu. tiên tộc là vĩ đại nhất vậy mà lại bị người khác tác vào mặt, bọn hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, không ngóc đầu lên được. vẻ mặt các chủng tộc khác cũng trở nên kỳ quái. rõ ràng đây là trận chiến liên quan đến sự tồn tại của cả vũ trụ, nhưng không biết vì lý do gì mà bây giờ bọn hắn lại cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng. ý chí của đế đại nhân quay trở lại nàng muốn đứng lên. Nhưng nàng cảm thấy cơ thể mình như bị một luồng sức mạnh nào đó trấn áp, dù có dãy dụa đến cỡ nào thì cũng không thể đứng lên được, nàng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Chu Văn. Đế đại nhân ngạc nhiên không phải là không có lý do, nàng không thể hiểu được, cũng là vũ trụ cấp, nhưng tại sao trình độ của Chu Văn lại mạnh đến như vậy? Bốt Chu Văn vỗ vào mông đế đại nhân Bây giờ ngươi đã biết ai mới là người có tiếng nói ở đây rồi phải không? Bây giờ, vũ trụ do ta bảo vệ nếu ngươi còn dám náo loạn không chỉ đánh đòn là xong đâu chu văn nói xong trực tiếp nắm lấy đế đại nhân sau đó dùng một cánh tay đè nàng xuống mặc kệ đế đại nhân có dãy dụa như thế nào thì cũng không thể thoát ra được cũng là vũ trụ cấp nhưng đế đại nhận thì hấp thụ một phần sức mạnh của vũ trụ rồi tạo ra sức mạnh vũ trụ của riêng mình tuy nhiên chu văn lại được trời ban cho sức mạnh của toàn bộ vũ trụ Sức mạnh vũ trụ của Đế Đại Nhân và sức mạnh vũ trụ của Chu Văn, nếu so sánh thì chỉ giống như cha con, nếu Đế Đại Nhân có thể tiến thêm một bước, gia tăng sức mạnh vũ trụ của bản thân thì mới có thể ngang hàng với sức mạnh của Chu Văn, nếu không thì trong vũ trụ này không có bất kỳ sinh vật nào có thể chống lại Chu Văn. Đế Đại Nhân muốn trở thành vua vũ trụ, nhưng bây giờ Chu Văn mới chính là người quyết định nàng có thể thành trở thành vua được hay không, nàng sao có thể chống lại Chu Văn? chu văn nhìn về phía đại ma vương vẻ mặt đại ma vương lập tức thay đổi hắn quay người định bỏ trốn hắn không muốn bị đánh như đế đại nhân thời gian và không gian xung quanh đại ma vương đang không ngừng biến đổi nhưng lại bị bàn tay của chu văn chặn lại chu văn dùng tay tóm lấy đại ma vương mỗi tay một người bắt lấy đại ma vương và đế đại nhân bọn hắn lập tức biến mất khối ma phương ở khắp nơi trên vũ trụ đồng loạt tối sầm lại không còn hình ảnh nào xuất hiện nữa đã có chuyện gì xảy ra các sinh vật trong vũ trụ nhìn nhau bọn chúng không biết chuyện gì đã xảy ra một thảm họa gần như sắp phá hủy toàn bộ vũ trụ vậy mà đã kết thúc rồi sao chuyện này là thế nào an sinh sửng sốt nói con gái của hắn sinh ra đã tận thế làm cho hắn vô cùng tự hào nhưng bây giờ chu văn lại dễ dàng đánh bại của hai nữ nhân mạnh nhất vũ trụ hắn không phải là con người chu văn không muốn giết đế đại nhân bởi vì đế đại nhân là người ra tay mà hắn cũng vậy trong vũ trụ này chu văn vốn đã là một tồn tại bất khả chiến bại nhưng khi ra ngoài sẽ khác nếu không có sự bảo vệ của nguồn sức mạnh vũ trụ này chu văn cũng giống như đại ma vương và đế đại nhân cũng chỉ là vũ trụ cấp mà thôi có thêm một người đồng hành cho dù phải chết có thêm một người cùng chịu trận không phải càng tốt hơn sao về phần đại ma vương nàng chính là ma anh nhiều năm gắn bó như vậy chu văn không thể ra tay giết nàng sau khi đi ra ngoài đại ma vương sẽ là một trợ thủ đắc lực của chu văn chu văn trở về quy đức cổ thành cùng với đế đại nhân và đại ma vương sau khi thả bọn họ xuống đại ma vương đứng bất động tại chỗ mắt đế đại nhân lóe sáng lên dường như sức mạnh còn lại trong người đế đại nhân không ngừng tấn công chu văn chu văn biết đây chính là sức mạnh ý chí còn lại trong cơ thể sau khi đế đại nhân thua cuộc chỉ là sức mạnh này không thể làm chu văn bị thương Hắn vừa nghĩ như vậy, sức mạnh của hắn đột nhiên dội ngược lại về phía đế đại nhân, cơ thể nàng lập tức biến thành một đóa tiểu hoa. Sống lương thiện không tốt sao? Chu Văn nhìn tiểu hoa trên mặt đất, hắn vung tay, tiểu hoa lập tức biến mất, sau đó hắn vẫy tay về phía đại ma vương, đại ma vương ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn. Tuy nhiên khi Chu Văn quan sát thuộc tính của nàng, thì thuộc tính của đại ma vương chỉ hiện lên dấu chấm hỏi, không thể nhìn thấy thuộc tính của nàng hắn lấy điện thoại di động ra chu văn lại vào kiến thành sau khi đi vào kiến thành sức mạnh vũ trụ của chu văn lập tức biến mất tuy nhiên hắn đã đạt đến vũ trụ cấp cho dù không có sức mạnh của toàn bộ vũ trụ nhưng vẫn là vũ trụ cấp nhìn vào điện thoại di động hắn phát hiện thuộc tính của hắn giống như của đại ma vương đều là dấu chấm hỏi điện thoại di động không hiện thuộc tính phát hiện có nguồn sức mạnh lạ sức mạnh tinh thần là một mở ra huấn luyện tân thủ thủ hộ giả của kiến thành lại xuất hiện trước mặt chu văn lần trước khi nàng đánh một chưởng chu văn không thể đỡ nổi bây giờ lại chu văn lại dễ dàng đỡ được lúc bàn tay hai người chạm vào nhau chu văn và thủ hộ giả của kiến thành đều bị đẩy ra sau một bước quả thật ngang tài ngang sức sau khi cân bằng về trình độ sức mạnh thủ hộ giả của kiến thành trong suy nghĩ của chu văn vốn rất mạnh mẽ hắn không thể đánh lại nổi nàng nhưng bây giờ hắn không còn bị trấn áp như trước nữa tuy trình độ sức mạnh tương đương nhau nhưng kỹ năng chiến đấu của chu văn lại vượt trội hơn thủ hộ giả của kiến thành cho dù thủ hộ giả của kiến thành có công kích mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng đều bị một tay chu văn chặn lại bùng chu văn đánh bay thủ hộ giả của kiến thành bằng một cú đấm cơ thể thủ hộ giả của kiến thành bị đập vào tường lập tức tan mất một quả trứng phối sủng rơi xuống đã giết được thủ hộ giả của kiến thành tìm được trứng phối sủng huấn luyện tân thủ hoàn thành mở khóa hệ thống vũ trụ đang mở khóa năng lượng vũ trụ không đủ không thể mở khóa mời bạn trở lại vũ trụ chính để mở khóa hệ thống hãy sử dụng vũ trụ tệ để mở khóa cánh cổng vũ trụ chính phòng thăng cấp trò chơi vang lên chu văn không biết vũ trụ tệ là cái gì đột nhiên hắn nghĩ đến một thứ lấy ra hai vòng tròn mà hắn đã thu thập được phát hiện vũ trụ tệ có muốn sử dụng để mở cánh cổng vũ trụ chính hay không Điện thoại di động xuất hiện một dòng nhắc nhở. Chu Văn do dự một chút, hắn cầm một trứng phối sủng lên, đó là quả trứng do thủ hộ giả của Kiến Thành biến thành, quả trứng lập tức hóa thành ánh sáng hòa vào trong cơ thể của Chu Văn. Thủ hộ giả của Kiến Thành, tân thủ duy nhất thủ hộ 277. Điện thoại di động đột ngột tắt, vũ trụ đóng lại. Cánh cổng mở ra ngay trước mắt, chuyến đi này, không biết hắn còn có thể trở về được hay không, trước khi đi hắn muốn nói lời tạm biệt với mọi người thật sự muốn ra ngoài sao ngươi vẫn còn lựa chọn chu lăng phong vừa uống trà vừa nói con muốn ra ngoài khám phá thế gian chu văn nói với chu lăng phong cho dù ta để con đi nhưng nếu con không thể chịu đựng nổi thì phải làm sao đây chu lăng phong đặt chén trà xuống hỏi chu văn con có thể sẽ hối hận vì đi nhưng nếu con không đi thì chắc chắn con sẽ hối hận Chu Văn cười nói: Nói cũng đúng, thà vui vẻ chết đi còn hơn sống tiếc núi cả đời. Chu Lăng Phong cười nói: Xem ra ta phải cố gắng nhiều hơn rồi, quý danh nếu phế đi thì chỉ có thể luyện thêm. Chu Văn không nói nên lời, hắn không bao giờ có thể đoán được suy nghĩ của Chu Lăng Phong. Ngươi tự mình nói với Âu Dương Lam đi, nếu cần, ngươi hãy nói sự thật cho nàng biết. Chu Lăng Phong đột nhiên nghiêm nghị nói: Chu Văn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không thể, để An Tĩnh nói với nàng là được rồi, nếu con nói thì thật sự rất khó xử, con chỉ làm cho nàng buồn vô cớ mà thôi. Vậy thì đi ăn cơm với nàng một lần. Chu Lăng Phong thở dài. Được. Chu Văn gật đầu. Bên kia bầu trời, ngươi cũng đi gặp mặt đi. Chu Lăng Phong nói thêm. Con không gặp đâu. Chu Văn lắc đầu nói. Dù sao cũng là anh em, có ân oán gì mà không thể giải quyết được. Chu Lăng Phong cười khổ. Con và hắn không có thù oán gì cả, cũng không thân thiết, hắn cũng vậy, như thế là tốt rồi. Chu Văn cười nói. Đứa nhỏ này, thôi được rồi, tùy ngươi vậy. Chu Lăng Phong bất lực lắc đầu. Buổi tối, Chu Văn Âu Dương Lam và Chu Lăng Phong cùng nhau ăn cơm, Nha Nhi và An Tĩnh cũng đến, Nha Nhi vẫn luôn im lặng ngồi cạnh Chu Văn. An tĩnh chỉ cúi đầu ăn cơm, cũng không nói câu nào. Lại đây, anh hùng của cả thế giới, đến đây uống với ta một chén. Âu Dương Lam vô cùng vui mừng, rót rượu cho Chu Văn, Chu Văn cũng không từ chối, Âu Dương Lam uống được mấy chén đã say, nhảy múa bên cạnh Chu Văn. Vị Hoàng Thái Hậu này so với nam nhân thì phóng khoáng hơn, nhưng lại không giỏi uống rượu. Chu Văn, làm tỷ tốt với ngươi như vậy, ngươi thấy thế nào? Khuôn mặt Âu Dương Lam trở nên đỏ ửng, kề sát vai hắn mà nói rất tốt chu văn gật đầu nói ngươi là con trai lăng phong cũng chính là con của ta đã lâu như vậy sao ngươi còn chưa gọi ta một tiếng mẹ ta còn chỗ nào không xứng đáng sao âu dương lam có chút hờn dỗi chu văn sửng sốt một hồi nhất thời chưa kịp phản ứng cũng không biết phải trả lời nàng như thế nào ta không có đủ tư cách để ngươi gọi một tiếng mẹ sao âu dương lam tức giận nói người đương nhiên đủ tư cách, người chính là mẹ ta. Chu Văn nói, không được, ngươi phải nghiêm túc gọi ta là mẹ. Âu Dương Lam không vui nói, mẹ. Chu Văn nhìn về phía Âu Dương Lam gọi một tiếng, nhưng tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp. Con ngoan, bây giờ mẹ có thể tự tin nói với mọi người là con của mẹ chính là anh hùng cứu cả thế giới. Âu Dương Lam lão đảo, tay cầm ly rượu. Nào, con trai ngoan của ta, chúng ta cạn một chén dứt lời âu dương lam uống cạn chén rượu được rồi đừng uống nữa chu lăng phong ở bên cạnh khuyên nhủ hôm nay ta rất vui tại sao lại không được uống hôm nay không say không về đúng không con trai âu dương lam lại mở thêm một chai rượu rót thêm rượu vào chén âu dương lam trực tiếp uống cạn nàng say đến đổi ngủ thiếp đi chu lăng phong ôm nàng trở về phòng lúc này chu văn mới đứng dậy rời đi bây giờ ngươi đi luôn sao an tĩnh đột nhiên hỏi chu văn cùng ừ. chu văn gật đầu ngươi còn quay về không an tĩnh nói cây này làm cho chu văn hiểu được đây là vấn đề đầu tiên mà hắn không thể trả lời rõ ràng được sao ngươi biết ta sẽ đi chu văn xoay người lại hỏi an tĩnh đế đại nhân nói cho ta biết nàng sẽ đi ngao du ngươi cũng vậy cũng có chung suy nghĩ như vậy an tĩnh nói đúng vậy ta phải đi không biết có thể trở về hay không chu văn thở dài nói ngay cả an tĩnh cũng biết thì âu dương lam sao có thể không đoán ra được nhôm nay nàng uống nhiều như vậy nhưng lại không nói gì thật khó xử cho nàng sẽ còn gặp lại an tĩnh nói xong thì lập tức quay người rời đi làm cho chu văn có chút bất ngờ hôm nay an tĩnh dường như trầm mặc hơn không giống như lúc trước nữa chu văn đi ra cửa trên đường đi đến quy đức cổ thành mặc dù trời đã gần sáng nhưng đường phố vẫn rực rỡ ánh đèn đi được một đoạn hắn nhìn thấy một người ngồi bên đường đó chính là tỉnh đạo tiên ngươi đến đây làm gì chu văn đã biết hắn đang ở đây vì vậy hắn mới đi bộ đến hắn muốn đi đến đâu chỉ cần suy nghĩ là lập tức đến vương minh uyên để lại bí thuật nguyên khí có thể cho ta mượn được không tỉnh đạo tiên hỏi không được chu văn dứt khoát trả lời Vậy thì thật sự hết cách rồi, ngươi giết ta đi." Tỉnh đạo tiên đứng lên, đi đến trước mặt Chu Văn. "Sao vậy, sống đủ rồi sao?" Chu Văn nhìn vẻ mặt của Tỉnh đạo tiên, không giống như đang nói đùa, hắn thật sự muốn chết. "Ngươi thành thần, con đường của ta cũng đã bị cắt đứt, không thể tiến thêm một bước, cho nên ta chỉ còn con đường chết." Tỉnh đạo tiên chỉ vào Chu Văn nói. "Ta biết ngươi có thể biến người chết thành phối sủng, giết ta đi." rồi biến ta thành phối sủng của ngươi, mang ta đi ngao du khắp thiên hạ. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Không phải ai khi chết đi cũng có thể biến thành phối sủng, cho dù ngươi có thành công, thì ngươi cũng sẽ bị mất hết ký ức, đó sẽ không còn là ngươi nữa, ngươi thật sự muốn ta làm như vậy sao? Chu Văn nghiêm túc nói với tỉnh Đạo Tiên. Vương Mã Vương có thể tìm lại được chính mình, là bởi vì nàng đã để lại Ma Linh, điều đó cũng giống như nàng đã để lại một phần ký ức của mình, và khi nàng tìm được phần ký ức đó cũng là lúc nàng tìm được chính mình vương minh uyên và tỉnh đạo tiên không có đồ vật này lúc bọn hắn biến thành phối sủng không thể quay về như trước được không quan trọng nếu như không thể tiến một bước sống hay chết thì có khác gì nhau cuộc sống này còn có gì mà ta không biết với ta mà nói thì bây giờ sống cũng như chết tỉnh đạo tiên nói xong máu tươi từ khóe miệng chảy ra chu văn khẽ nhíu mày hắn phát hiện sinh khí bên trong cơ thể của tỉnh đạo tiên đã bị cắt đứt hắn ta đã tự mình cắt đứt xem ra thật sự muốn chết vậy thì phải xem vận khí của ngươi có tốt không rồi chu văn lấy ra con dao nhân hoàng đâm vào trái tim của tỉnh đạo tiên cảm ơn ngươi tỉnh đạo tiên từ từ nhắm mắt lại trên đường có rất nhiều người qua lại nhưng không có ai có thể nhìn thấy tỉnh đạo tiên và chu văn dường như bọn hắn không hề tồn tại nhìn thấy sinh khí của tỉnh đạo tiên đã bị cắt đứt toàn bộ chu văn đang tự hỏi lòng mình cái chết có ảnh hưởng lên cơ thể của hắn được không đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại reo lên quả nhiên có phản ứng chu văn quan sát cơ thể của tỉnh đạo tiên biến thành một đống sáng bị tử nhân thụ hút vào kết thành một quả trên cây ngươi lại thắng cược rồi có đáng không chu văn than nhẹ một tiếng cất điện thoại đi hắn nhớ tới hai quả trứng phối sủng mà vương minh viên để lại cho hắn trực tiếp lấy ra ấp. Quả nhiên, giống như trước đây, một cái là hoa chuyển sinh luân âm, một cái là hoa chuyển sinh luân dương. Một màu xanh và một màu đỏ, những bông hoa nhỏ mọc trên đỉnh, những cái rễ nhỏ khẽ đung đưa, giống như hai con yêu tinh nhỏ, vây quanh Chu Văn, không ngừng nhảy múa. Chu Văn tập trung quan sát, cơ thể đột nhiên rung lên, bên trong hai đóa hoa chuyển sinh có một hạt châu lấp lánh. Trong mỗi hạt châu là một em bé đang cuộn tròn, giống như em bé nằm ngủ ngoan trong bụng mẹ. Nhìn kỹ ngoại hình của hai đứa bé này, thật sự rất thân thuộc, cảm giác như đã quen biết từ rất lâu. Lão sư cuối cùng vẫn là lão sư. Chu Văn hơi trầm ngâm, bước thêm một bước rồi biến mất, lúc hắn xuất hiện, đã đi đến trước mặt Lưu Vân. Đại sư huynh, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Chu Văn triệu hồi hai đóa hoa chuyển sinh, để chúng bay đến trước mặt Lưu Vân. Đây là Lưu Vân nhìn thấy hai đứa bé nằm ngủ ngoan trong hạt châu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Văn. Giúp ta nuôi dưỡng bọn chúng. Chu Văn thầm nghĩ, hai đóa hoa chuyên sinh đã bay đến người Lưu Vân. Nếu hắn đi ra ngoài, hắn sống hay chết cũng không sao, nhưng hai đứa bé này không có tội, chúng không cần phải chịu khổ cùng hắn. Ngươi muốn đi rồi sao? Lưu Vân hỏi Chu Văn. Dường như tất cả tất cả mọi người trên thế giới đều biết ta sẽ rời đi chu văn cười khổ ha ha ai bảo ngươi là nhân hoàng ngươi không đi thì vẫn còn có rất nhiều người đúng hơn là rất nhiều sinh vật sẽ khó chịu lưu vân cười nói vì cái gì chu văn khó hiểu hỏi lưu vân ai muốn gọi người khác là cha đâu ngươi không phải cha của bọn họ lưu vân cười càng to hơn ha ha nếu ngươi đã nói vậy thì ta phải nghe bọn hắn gọi một tiếng cha đã rồi mới đi Chu Văn nở nụ cười. Mặt trời còn chưa lặn, một người chậm rãi đi lên núi, lúc hắn đi đến đỉnh núi, thì thấy rất nhiều người của tiên tộc đang hành lễ, đồng thời tung hô. Thái dương tộc, cung nên ngô vương. Chu Văn nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại trên người thánh chủ Thái dương, lạnh nhạt nói. Ta sẽ dẫn theo tộc của ngươi. Sắc mặt của thánh chủ Thái Dương và Thái Dương tộc đều thay đổi, Thái Dương thánh chủ ngừng đấu, hỏi Chu Văn, không biết ngài muốn dùng người của tộc ta để làm gì. Đến cấm địa của địa cầu, thiết lập lại lập cấm địa. Chu Văn lạnh nhạt nói. Ngài, chuyện này thật không công bằng, ngài là thứ nguyên chi vương, ngài muốn dùng tộc của ta để thiết lập cấm địa, thật sự rất bất công, sao ta có thể thuyết phục được chúng. Thái Dương thành chủ giận dữ nói. Như thế nào mới gọi là công bằng? Vị thứ nguyên xâm lớn địa cầu chính là công bằng sao? thái dương tộc giết chết con người cũng là công bằng sao chỉ có người của thái dương tộc mới có thể làm vua sao chu văn lạnh lùng nói ta là vua và ta là con người ta muốn con người được hạnh phúc ngươi không đồng ý vậy thì hãy chịu đựng nếu ngươi không thể chịu đựng được thì ta sẽ tiêu diệt hết những kẻ cản đường ta thái dương thành chủ bắt đầu run sợ khẩn cầu nói tộc ta sao dám trở thành kẻ thù của ngài nếu ngài muốn tộc của ta tất nhiên ta sẽ dâng lên cho ngài chỉ là ta không biết sau này tộc ta sẽ phải sống như thế nào. Ta sẽ lập một quy tắc mới, phân chia lại trời đất, các tộc mỗi người trấn giữ một nơi, trận chiến tại thiên mệnh đài trăm năm mới có một lần, nếu tộc của ngươi muốn lên làm vua, có thể tham gia vào trận chiến tại thiên mệnh đài, thắng làm vua thua làm giặc, nếu thua thì về tiếp tục tu luyện, chờ trận chiến trăm năm sau. Chu Văn lạnh nhạt nói, con người cũng có thể tham gia trận chiến đó sao? Thái Dương Thành Chủ hỏi, tất nhiên. Chu Văn trả lời. Ngài cũng tham chiến sao? Thái Dương Thánh Chủ lại hỏi. Nếu như ta tham chiến, thì ta cần gì phải lập ra trận chiến trăm năm? Chu Văn lạnh nhạt nói. Tất cả các tộc trong không gian làm chứng, ta là thánh chủ của Thái Dương tộc, ta đồng ý dân tộc của ta cho ngài, đi theo ngài để thiết lập lại vũ trụ, cũng sẽ tham gia trận chiến trăm năm. Thái Dương Thánh Chủ cung kính dân đại quang minh Thái Dương tộc cho Chu Văn. Chu Văn nhận lấy vòng đại quang minh, chạm một cái, trời đất lập tức tách trời, không gian bị chia cắt, tách trời khu vực giữa núi và trời, tạo thành một không gian riêng biệt, không gian này độc lập với thế giới xung quanh và không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Một trăm năm sau, khi cuộc chiến thiên mệnh bắt đầu, cũng chính là ngày Thái Dương tộc quay trở về. Các chủng tộc ở dị thứ nguyên đều đang chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chu Văn đi vào từng các không gian khác nhau, hắn tập hợp tất cả thần tộc, không một tộc nào dám làm trái ý của Chu Văn. Từng chủng tộc của dị thứ nguyên được loại bỏ, mỗi một chủng tộc đều có một không gian riêng, kể từ đó bọn chúng sống tách biệt nhau, tự mình tồn tại và tiến hóa. Chu Văn trở về vũ trụ địa cầu, hắn mang theo vạn vật của thần tộc, trời đất, đặt mọi thứ về đúng vị trí vốn có của nó, mọi thứ rơi xuống địa cầu, mỗi một vạn tộc chi khí rơi xuống địa cầu, thì một phần quy tắc của địa cầu được củng cố. Sau khi những tạo vật đó đi vào địa cầu, chúng tự tìm thứ nguyên lĩnh vực để nhập vào đó rồi lập tức biến mất thứ nguyên lĩnh vực cũng đã trải qua nhiều sự chuyển biến tất cả mọi vật thuộc về địa cầu đều đã quay trở lại quy tắc và trật tự địa cầu cung được thiết lập lại và địa cầu được bảo vệ trong đó chỉ là có chút sự thay đổi so với trước đây trước đây sức mạnh và hệ thống quy tắc là năng lượng để duy trì địa cầu nhưng lần này chu văn lại dùng vạn tộc chi khi để bảo vệ địa cầu tất cả sức mạnh đều tập hợp ở trên địa cầu ngay cả mắt thường cũng có thể quan sát được sức mạnh của quy tắc nằm trong tầm tay sinh ra ở một nơi kinh thiên động địa như vậy việc trở nên mạnh mẽ là một điều rất dễ dàng sau này có người xuất chúng cũng là điều rất bình thường hơn nữa với lệnh cấm tất cả vũ khí những sinh vật vũ trụ đáng sợ kia cũng không cách nào xông vào bên trong địa cầu vì thế địa cầu sẽ được bảo vệ an toàn đến vạn năm từng người một những người không thể thăng cấp thành thần thoại bằng cơ thể con người cũng cảm nhận được cảm nhận được quy luật của trời và đất, bọn họ dễ dàng thăng cấp thành thần thoại và không có bất cứ sự rào cản nào. Có vô số người vui mừng đến phát khóc, bọn họ không ngừng tung hô tên nhân hoàng, mãi cũng không chịu dừng lại. Thế nhưng lúc này, mọi người trong gia tộc Capet lại vô cùng buồn bực, khắp nơi trên địa cầu đều có dị thứ nguyên ban xuống, nhưng chỉ có gia tộc Capet là không có, thật đáng tiếc, người bình thường cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng ở khu vực của gia tộc capet ít hơn rất nhiều so với những nơi khác tu luyện ở một nơi như thế này e rằng mọi thế hệ của gia tộc capet đều sẽ kém xa so với các gia tộc khác thậm chí cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được con cháu của họ cũng sẽ yếu hơn con cháu của người khác nhân hoàng thật không công bằng một người trẻ tuổi của gia tộc capet giận dữ nói chát chủ nhân của gia tộc capet tác mạnh vào mặt hắn giọng nói vô cùng lạnh lùng tộc ta không bị tiêu diệt, đã là một ân sủng rất lớn. Ngươi dám ở đây nói hô nói vượng, chẳng lẽ ngươi muốn gia tộc Capet bị diệt vong sao? Người trẻ tuổi im lặng, ân oán giữa gia tộc Capet và Chu Văn thật sự rất sâu nặng. Hắn không tiêu diệt cả tộc của hắn đã là một ân sủng rất lớn. Mặc dù bọn hắn cảm thấy không công bằng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Địa cầu của bây giờ đã không còn là địa cầu của trước đây. Chu Văn đi đến Đại Thành trong thành cũng đang xảy ra những biến đổi dữ dội, một nguồn sức mạnh khổng lồ đang lan đến mọi ngóc ngách trong thành phố. Nơi này do gai bảo vệ, ban đầu đây là một trong những khu vực quan trọng của địa cầu, lúc này, nguồn sức mạnh không ngừng lan ra khắp thành. Ở bên trong thần điện của đại thành, Nguyệt Đức và Chu Văn đang cùng tu luyện, bọn họ không ngừng đột phá giới hạn, thăng cấp thiên tai dễ dàng như việc ăn cơm, Nguyệt Độc là người đột phá lên tận thế cấp. Đế quân cũng đột phá lên tận thế cấp bọn họ không ngừng thăng cấp thân ái sức mạnh đất trời này là lễ vật tặng cho ta sao nàng mặc một chiếc váy lụa dài màu trắng sáng lấp lánh như ánh trăng nữ thần nguyệt độc nàng cầm tà váy đi ra trong thành giống như một cô dâu thần bí xinh đẹp gợi cảm giác thật ma mị dường như chỉ cần một lần ngắm nhìn đều không thể nào quên được ta phải đi ta sẽ mang theo những vật đồng hành này chu văn nói ngươi đi đâu nguyệt độc hơi bất ngờ ta sẽ rời khỏi thế giới này đi đến một nơi mà ta chưa từng biết chu văn bình tĩnh trả lời thân ái ta sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ ngươi trở về giống như vợ chờ chồng mình trở về nguyệt độc khẽ nói không cần chờ ta ta sợ mình sẽ không quay trở về đây là những lời thật lòng của chu văn ta không sao điều đó ta không quan tâm ta là người của ngươi sống là người của ngươi chết cũng là quỷ của ngươi nếu một ngày ngươi không trở về thì ta sẽ chờ ngươi thêm một ngày, cả đời ngươi cũng không trở lại, thù ta sẽ chờ ngươi cả một đời. Đời này đợi không được, vậy thì ta sẽ chờ đến kiếp sau, tóm lại ta vẫn luôn chờ ngươi quay trở về, chờ đến khi ngươi trở về cưới ta. Nguyệt độc khẽ cười nói. Chu Văn im lặng lắc đầu, hắn chưa từng nói sẽ cưới Nguyệt độc, suy nghĩ một hồi, rồi Chu Văn đưa cho Nguyệt độc một món đồ. Đây là dị thứ nguyên Nguyệt thần tộc, chắc sẽ có ích đối với ngươi nguyệt đức cầm lấy món đồ mà chu văn đưa nàng nàng dường như đang chìm đắm trong tình yêu thân ái đây là vật đính ước của chúng ta sao ta nhất định sẽ cất giữ thật cẩn thận người yên tâm ta sẽ luôn mang nó theo bên người sẽ chờ ngươi trở về ta mãi mãi yêu ngươi chu văn không biết phải nói gì hắn quyết định muốn ra đi không thể tiếp nhận tình cảm này của nàng càng không thể để nguyệt độc đi theo hắn chịu đựng khổ sở nguy hiểm hơn nữa nguyệt độc không đủ sức mạnh để đi cùng hắn cho nên chu văn đành quay lưng rời đi chờ cho đến khi chu văn rời khỏi nguyệt độc lập tức trở mặt lẩm bẩm ngươi muốn trốn khỏi ta sao không dễ như vậy lão nương tất nhiên cũng có thể ra ngoài đợi đến khi lão nương đuổi kịp ngươi xem người còn có thể chạy trốn đến nơi nào an sinh đang ăn cơm đột nhiên thấy chu văn đang ngồi bên cạnh hắn không biết chu văn đã đến đây từ lúc nào an sinh sửng sốt nói văn thiếu gia ngươi có biết ngươi xém dọa chết ta đấy dọa dạ chết cũng không sao ta sẽ kéo ngươi từ chỗ tử thần trở về chu văn cười ngồi xuống bên cạnh an sinh văn thiếu gia ngươi đã đắc tội với những tên dị thứ nguyên kia vì sao còn muốn chừa lại cho bọn họ một con đường an sinh không hiểu vì sao sau khi chu văn phân chia vạn tộc của dị thứ nguyên vì sao còn muốn cho bọn họ cơ hội chiến đấu trăm năm ta không phải chừa đường cho bọn họ mà là để lại cho nhân loại một vài thử thách ngồi ăn rồi chờ chết sẽ rất nhàm chán không phải sao Chu Văn cười cười nói. Mặc dù ta cũng là người, nhưng lại không thể không thừa nhận, bản tính của sinh vật này của nhân loại có gian hiếu chiến, nếu như không có kẻ địch bên ngoài, chỉ sợ sẽ không ngừng chiến đấu bên trong. Nói cũng đúng, nhưng ngài cũng không sợ chơi đùa, đến cuối cùng nhân loại bị tiêu diệt sao? An sinh cười nói. Nếu như trong điều kiện như vậy mà vẫn bị diệt, vậy chỉ có thể chứng tỏ nhân tộc nên bị diệt, diệt cũng là diệt đi. Chu Văn Hồn Nhiên nói nói cũng đúng an sinh nhìn về phía chu văn hỏi khi nào ngài đi có một số việc cần giao phó dặn dò xong sẽ đi chu văn nói xong trên người nổi lên ánh sáng kỳ dị từng hình xăm phối sủng hiện ra chu văn đưa tay chộp lấy thế nhưng cố gắng lấy hình xăm từ trên người mình xuống bao bọc nó trong một chùm sáng một đám hình xăm bị chu văn lấy xuống hóa thành một đám chùm sáng tổng cộng có bảy tám cái trong đó có bao bọc cả đế quân bỉ mông và huyền đế vừa mới thăng tận thế cấp những phối sủng này ta không cần dùng nữa ngươi xem ai có thể dùng được thì cho người đó đi chu văn nói xong lại lấy ra hai món tộc khí giao cho an sinh hai tộc khí này ngươi cũng giữ lại đi xem có thể dùng được không an sinh nhìn hai món tộc khí kia trong đó một món là tộc khí của linh tộc vì thế liền nheo mắt cười nói văn thiếu gia yên tâm ta nhất định sẽ đưa bọn nó đến tay những người thật sự cần nó ngươi muốn tặng cho ai đó là chuyện của ngươi không cần nói cho ta biết ta phải đi đây chu văn đứng dậy chuẩn bị rời đi văn thiếu gia nhất định phải trở về an sinh gọi chu văn lại nói hy vọng có thể trở về thôi chu văn không quay đầu lại bước đi một bước bóng dáng lập tức biến mất không thấy chu văn lần lượt chào tạm biệt những bạn bè thân thiết của mình để lại một vài phối sủng cho bọn họ, sau này hắn đã không dùng được những phối sủng này nữa. Để lại cho bọn họ cũng là bảo đảm bọn họ sau này có thể đứng vững trên địa cầu. Bước vào sân của Vương Lộc, nhìn thấy Vương Lộc ngồi ở trong đình, trên bàn đá bày hai ly rượu, bên trong ly đã rót rượu, một ly ở trước mặt Vương Lộc, một ly khác ở đối diện, nhưng đối diện Vương Lộc lại không có người. "Ngồi đi, chúng ta uống một ly." Vương Lộc nhìn thấy Chu Văn, khẽ vuốt tóc giơ ly rượu trong tay lên chu văn ngồi xuống cầm lấy ly rượu cùng vương lộc cạn ly chúc ngươi mọi việc thuận lợi vương lộc nói xong uống cạn ly rượu cảm ơn chu văn cũng uống cạn sạch một hơi chu văn biết vương lộc cũng không thiếu phối sủng nhưng vẫn lấy một phối sủng ra đặt ở trước mặt nàng ba tiêu tiên đã đi theo ta nhiều năm sau này ta không dùng được nữa ngươi mang theo bên người đi vương lộc nhận lấy chùm sáng lập tức ký kết khế ước ba tiêu tiên giống như bóng dáng của tiên linh lập tức xuất hiện bên cạnh vương lộc ngồi trên một mảnh lá chuối giống như đang đu dây bay tới đi lui bên cạnh vương lộc ta cũng tặng ngươi một lễ vật đừng ghét bỏ vương lộc nói xong nàng lấy từ trong túi ra một thứ nắm đầu ngón tay đưa đến trước mặt chu văn đó là một đồng xu rất bình thường đồng xu một đô la phổ biến nhất trong liên bang một mặt là số một và một mặt là một bông hoa Cảm ơn. Chu Văn nhận lấy đồng xu, mỉm cười nói, "Còn nhớ lúc trước đi học, ngươi còn nợ ta rất nhiều bữa sáng chưa trả không?" Vương Lộc cười tủm tỉm nói, "Nhớ chứ, sau này e là không có cơ hội trả." Chu Văn nhớ lại những ngày đi học trước kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên, đó có lẽ là một đoạn thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời hắn. Làm người phải giữ lời hứa, nợ phải trả, ngươi là nhân hoàng, cũng là thứ nguyên chi vương. Đại anh hùng đại hào kiệt như vậy lại tính không giữ lời hứa ư?" Vương Lộc nói đùa. "Được, chờ ta trở về sẽ trả." Chu Văn nghiêm túc gật đầu nói. "Đây là ngươi nói, vậy ta chờ ngươi trở về mua cho ta bữa sáng." Vương Lộc cười nói. Sau khi rời khỏi chỗ Vương Lộc, Chu Văn lập tức trở lại phủ thành chủ, Lý Huyền đang vắt chân tựa vào sofa xem tin tức. Phong Thu nhã, Minh Tú và Tần Trăng đều ở đây, thấy Chu Văn trở về, ba người bọn họ đều đứng lên. Về rồi à? Lý Huyền vẫn ngồi trên ghế salon, thuận miệng nói. Đúng vậy, ta về rồi, tất cả ngồi xuống đi. Chu Văn ngồi xuống bên cạnh Lý Huyền, tiện tay ném ba tộc khí cho Phong Thu Nhã, Minh Tú và Tần Trăng. Giữ lại làm kỷ niệm đi. Đây là tộc khí vô tướng tộc vô tướng hoàng. Phong Thu Nhã nhìn rõ tộc khí trong tay, có chút kinh ngạc nói. Giang tộc Giang chi nhãn. Minh Tú cũng kinh ngạc nói. Lúc trước bọn họ đến dị thứ nguyên, phân công nhau chính là hai chủng tộc này. Tần Trang cầm tộc khí nhưng không nói gì, chỉ yên lặng thu lại. Tốt xấu gì ta cũng là huấn luyện viên của các ngươi, trước khi đi, dù sao cũng phải để lại chút gì đó cho các ngươi. Chu Văn nói xong, lại lấy từ trên người ra một vài phối sủng ném cho bọn họ. Huấn luyện viên, sau khi ngài đi tới, luôn cần mấy thứ này, chúng ta phong thu nhã còn chưa dứt lời đã bị chu văn xua tay cắt ngang nếu như ta cần dựa vào những phối sủng này cứu mạng vậy thật sự không còn đường sống cái này cho ngươi chu văn lại lấy một món tộc khí ra và giao cho lý huyền ta cũng có ư lý huyền có chút kinh ngạc không phải cho ngươi đây là tộc khí của tà quỷ nhất tộc ta nhớ rõ anh hai lý mặt bạch của ngươi lúc trước từng đi tà quỷ nhất tộc đúng không chu văn nói đồ ngươi tính cho hắn, tại sao lại đưa ta? Lý Huyền khó chịu nói. Ta lại không quen hắn, không có lý lại đi tặng đồ cho hắn, đồ thì ta cho ngươi, ngươi muốn tặng người khác hay là muốn tự mình giữ lại thì tùy, đó đều là việc của ngươi, không liên quan đến ta. Chu Văn nói xong lại lấy mấy cái phối sủng ra và giao cho Lý Huyền. Mấy tên này mặc dù không tính là rất mạnh, nhưng đều có đặc điểm riêng của nó, sau này ngươi phải canh giữ thành cổ, phải ứng phó với đủ loại tình huống, những thứ này đều cần dùng đến trong những phối sủng này bao gồm thái cổ bào tử tà linh vương thái tuế cùng nhân bạo phá bác sĩ hắc ám và một vài phối sủng kỳ quái khác cuối cùng chu văn đưa tù đồ cho lý huyền sau khi chu văn đi rồi quy đức cổ thành sẽ dựa vào lý huyền chống đỡ không có mấy phối sủng đàng hoàng chỉ sợ quy đức cổ thành có nhiều hào môn như vậy rất nhanh sẽ tan rã mặc dù tù đồ tận thế cấp xem như rất yếu nhưng dù sao nó cũng từng là phối sủng của địa cầu, hiện giờ địa cầu được khí của vạn tộc nuôi dưỡng, hắn ở trong hoàn cảnh này tất nhiên có thể tiếp tục trưởng thành, hẳn là có thể trở thành trợ lực quan trọng của Lý Huyền. Yên tâm, có ta ở đây, nhà chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Lý Huyền không chút khách sáo, trực tiếp cầm lấy phối sủng rồi ký kết khế ước. Có thể thủ thì thủ, nếu có một ngày lòng người thật sự tan, vậy cứ để hắn giải tán đi. Chu Văn nói có ta ở đây không giải tán được đâu lý huyền thản nhiên nói ánh mắt lại vô cùng kiên định có kích hoạt vũ trụ tệ không nơi sâu trong tinh không một tay chu văn cầm điện thoại di động một tay nắm vũ trụ tệ trên điện thoại di động xuất hiện hiển thị kích hoạt chu văn không hề do dự lựa chọn có hắn muốn xem xem bên ngoài thế giới này rốt cuộc là cái gì còn cả phòng thí nghiệm và nữ nhân trong hình chiếu kia rốt cuộc ở nơi nào Tại sao điện thoại di động có thể đao lát phó bản thứ nguyên lĩnh vực? Tất cả những điều này rốt cuộc là ai đang khống chế? Rốt cuộc chủ vũ trụ là thế giới cấp cao hơn mặt vũ trụ này, hay là đó chỉ là một danh xưng? bọn họ đưa an tĩnh và mẹ nàng vào trong, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đáp án của tất cả những điều này đều chỉ có bước ra ngoài mới có thể biết được, cho nên hắn không hề do dự mà lựa chọn đi ra ngoài, cũng đánh cực tất cả vì điều này. Ông! vũ trụ tệ rời khỏi ngón tay của chu văn bắt đầu xoay chuyển kịch liệt trong không trung màu tím như điện quang đang phóng ra bên ngoài vũ trụ tệ giống như năng lượng gió bão đang nổi lên không gian xung quanh đều bị bóp méo ánh sáng màu tím kia càng ngày càng sáng chói cũng càng ngày càng lớn quỳnh một cánh cửa lớn cổ xưa màu tím từ từ hạ xuống trong không gian ánh sáng tím vặn vẹo kia chu văn là chúa tể của mặt vũ trụ này vậy mà lại cảm nhận được quy tắc của vũ trụ bị cánh cửa lớn màu tím kia nghiền ép tan vỡ giống như thủy tinh không chịu nổi một đòn cánh cửa lớn màu tím hạ xuống với tư thế vô cùng khủng bố kia mỗi một tấc đều giống như ngưng tụ sức mạnh quy tắc thần bí cổ xưa khiến người ta khó có thể hiểu nổi trấn áp tất cả nghiền nát tất cả khiến chu văn có loại cảm giác cho dù là dốc hết sức mạnh của cả vũ trụ sợ là cũng khó có thể rung chuyển được cánh cửa kia Ban đầu mẹ An tỉnh điều khiển thuyền lớn chính là đã xuyên qua cánh cửa này tới sao? Chu Văn nhìn chầm chầm cánh cửa lớn đã hoàn toàn hạ xuống, bước tới trước cửa lớn, đang chuẩn bị muốn giơ tay ra đẩy cửa thì đột nhiên thấy không gian xung quanh xảy ra thay đổi kỳ quái, bốn bóng dáng phá không đến. Đó là bốn viên hầu pháp thiên tướng địa, bọn nó chia ra bốn phía, giống như bốn ma thần cuối thấp đầu nhìn Chu Văn, rõ ràng là hỗn thế tứ hầu kia. Ngươi có thể ra ngoài, để đế thính lại tiếng nói của thông túy viên hầu như trụ lớn đụng vào chung âm thanh nặng nề chấn động lòng người tiếng vang vọng giống như tâm linh cũng chịu sự tẩy lễ của cổ vận tại sao chu văn nhìn thông túy viên hầu hỏi nó không thể đến nơi đó nếu không chắc chắn sẽ điềm xấu lớn không có chút lợi ích nào cho ngươi ngược lại còn là họa lớn lục nhĩ di hầu cười hì hì nói tại sao đế thính ra ngoài sẽ có điềm xấu lớn chu văn cao mày vì đế kính vốn không nên ra ngoài. Tiếng nói thương sinh của xích khao mã hầu vang lên. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cho ta một lý do có thể thuyết phục ta. Chu Văn nhìn cửa lớn màu tím, điềm tĩnh nói. Hỗn thế tứ hầu đưa mắt nhìn nhau, linh minh thạch hầu nói. Số mệnh của đế thính và ngươi có vướng mắt, nếu ngươi đưa hắn ra ngoài, thì tương lai chắc chắn bị thương, vẫn là để nó lại đi. Sau khi Chu Văn nghe xong, hắn không nói chuyện nữa, trực tiếp giơ tay đẩy cửa lớn ra ngươi không thể đưa đế thính đi hỗn thế tứ hầu đồng thanh trống lên muốn xông lên ngăn cản chu văn nhưng sau khi cửa lớn màu tím kia đẩy ra trong cửa đã bắn ra ánh sáng tím chiếu lên trên người hỗn thế tứ hầu lập tức khiến hỗn thế tứ hầu kia đồng thanh cơ thảm chỗ cơ thể bị ánh sáng tím chiếu vào đã biến mất giống như tuyết tan chảy bọn họ bay lùi lại không dám tới gần cửa lớn càng không dám bị ánh sáng tím trong cửa chiếu vào Từng con chỉ có thể kêu gào từ xa, muốn Chu Văn để đế thính lại. Chu Văn căn bản không để ý bọn nó, trực tiếp xông vào trong ánh sáng tím kia ra khỏi cửa lớn, biến mất trong ánh sáng tím huy hoàng. Hắn dẫn cả Đại Ma Vương và đế đại nhân ra ngoài, Đại Ma Vương là thứ nguyên chi tử, có thể nói là thiên mệnh sở quy, ngay cả nàng cũng có thể rời khỏi thế giới này, dựa vào cái gì mà đế thính không thể ra ngoài. Chu Văn không hề để những lời kia của Hỗn Thế Tứ Hầu vào trong lòng trên thực tế lúc trước bọn nó đã nói lời như vậy rồi. Chu Văn căn bản không tin những điều đó, hắn đã tương hợp với vũ trụ này, cho dù hỗn thế tứ hầu có thể suy đoán thiên cơ, nhưng cũng làm sao biết được nhiều hơn hắn. ầm ầm, Cửa lớn màu tím đóng lại, sau đó dần dần biến mất trong ánh sáng tím, ánh sáng tím giống như gió bão kia cuối cùng cũng ngưng tụ thành một điểm, đột nhiên tan vỡ thành không. Tiêu rồi. Đế thính ra ngoài rồi. Sắc mặt của từng hỗn thế tứ hầu đều như đất Ha ha, bốn các ngươi đang gây cười sao Đúng là cười chết ta rồi Vậy mà lại muốn dùng những lời thừa thải này để lừa người Cũng không xem người kia là ai Một công tử phú quý đẹp để mặc áo lông trắng không biết Đã đứng trên đỉnh đầu hỗn thế tứ hầu từ khi nào Cười dài nói Tên đáng chết nhà ngươi còn dám xuất hiện Tại sao ngươi không ngăn cản hắn đưa đế thính đi Hỗn thế tứ hầu tức giận rống lên với quý công tử áo lông trắng kia tại sao ta phải ngăn cản hắn quý công tử áo lông trắng biểu môi khinh bỉ nói ngươi nên biết nếu đế thính bị bọn họ phát hiện thì sẽ có hậu quả thế nào thông túy viên hầu đè giọng nói sao ta biết được có hậu quả gì ta cũng không phải cha hắn quý công tử áo lông trắng thô tục nói ông đây chỉ là một yên tĩnh mỹ nam tử lấy gì mà ngăn cản hắn bốn tên to con nhát gan các ngươi còn không dám ngăn cản dựa vào cái gì ta phải ngăn lỡ như khuôn mặt đẹp đẽ này của ta không cẩn thận bị làm tổn thương các ngươi chịu nổi trách nhiệm không sao ngươi không đi chết đi linh minh thạch hầu tức giận nhưng nó lại không có cái miệng như quý công tử áo lông trắng hồi lâu cũng chỉ nói được một câu như vậy đế kính đã bị hắn đưa ra ngoài rồi bây giờ nói gì cũng đã muộn xích khào mã hầu thở dài nói điều này phải trách bản thân các ngươi lúc trước tại sao không ra tay bây giờ người ta đã là chúa tể của một vũ trụ các ngươi mới muốn đi ngăn cản thì có tác dụng gì quý công tử áo lông trắng biểu môi nói ai có thể tính được cuối cùng lại là hắn thành công rõ ràng đại ma vương mới là thiên mệnh sở quy nghe vậy xích khao mã hầu càng cảm thấy bất đắc dĩ cho nên ngươi có tính thế nào cũng không tính lại ông trời so với việc nghĩ những điều vô dụng đó còn chẳng bằng uống thêm hai hớp rượu quý công tử áo lông trắng nhìn chỗ cửa lớn màu tím biến mất rồi quay người từ từ rời đi đế thính vốn không thuộc về nơi này, trời đi cùng hắn cũng tốt hơn bốn tên nhát gan các ngươi che che giấu giấu gấp trăm ngàn lần. Hỗn thế tứ hầu cực kỳ tức giận, muốn ra tay với quý công tử áo lông trắng, nhưng đã không thấy bóng dáng của hắn đâu rồi. Đây là nơi nào? Chu Văn sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, nơi này hình như hơi khác trong tưởng tượng của hắn. Chỗ hắn đang đứng rõ ràng là một ngôi mộ khổng lồ như ngọn núi, xung quanh chính là hư không bao la, ngôi mộ khổng lồ này vậy mà lại lơ lửng trong hư không. Trên ngôi mộ như núi kia cắm đầy các loại đồ vật kỳ quái, có các vật thường thấy như đao kiếm, kiếm triều vân vân, còn có một vố vật kỳ lạ như thước, cờ, đỉnh, lò, thậm chí còn có cả một cái chổi cắm ngược bên trên. Cho dù là đồ vật nào cũng giống như có sức mạnh thần bí chảy bên trong, mỗi một vật đều không thể tưởng tượng nổi. Bên trong này bất cứ một đồ vật nào nếu như có thể lấy về, e đều là thần vật kinh thiên động địa nhưng thần vật như vậy rất nhiều cái đã bị đứt gãy chỉ còn lại phần sót lại cắm ở trên mộ lớn thêm phần bi thương cho ngôi mộ lớn này ở phía trên cùng của ngôi mộ lại cắm một lá cờ vải cờ vải kia trông rất bình thường không cảm nhận được chút huyền diệu nào nhưng trên lá cờ kia lại viết bốn chữ nói khoác không biết ngượng tính hết thiên mệnh chu văn đọc thầm bốn chữ mặc dù cờ kia không hề có gì đặc biệt nhưng bốn chữ này lại khiến lòng người sinh ra cảm giác huyền diệu chào mừng đến với thế giới không có thần đây sẽ là nơi bắt đầu của ngươi cũng sẽ là nơi kết thúc của ngươi mời để lại một vật có thể đại diện thân phận của ngươi ở trên thiên mộ nếu ngươi chết ở đây vậy thì thứ này sẽ là bia mộ cuối cùng của ngươi người còn vật còn người mất vật gãy cho dù lúc trước ngươi là thần hay ma là tiên hay thánh từ nay về sau ngươi đều chỉ sẽ là một người dãy dụa tìm cách sinh sống trong thế giới khủng bố kia thế giới kia không có thần ma tiên thánh vì trong thế giới kia cho dù là một người bình thường nhất thì cũng đều từng là chúa tể của một thế giới mà trong thế giới kia chẳng qua cũng chỉ là người bình thường có thể chết bất cứ lúc nào thôi điều ngươi phải làm chính là sống sót sống đi đến cuối cùng trước mộ không khắc bất cứ chữ gì bia mộ giống như thiên bia vô tự đột nhiên sáng chói âm thanh vang lên trong đầu của chu văn ngươi là ai chu văn nhìn bia mộ hỏi không có âm thanh trả lời hắn cho dù Chu Văn nói cái gì, đều không có được bất cứ câu trả lời nào, hơn nữa hắn cũng không tìm được đường rời khỏi nơi này. Hư không bao la giống như không có tận cùng, không cảm nhận được bất cứ sinh mệnh nào, cho dù là sự tồn tại vật chất, giống như cả thế giới chỉ còn lại một ngôi mộ lớn như vậy. Chu Văn suy nghĩ chốc lát, tháo nhân hoàng thạch đao ở hông xuống, tiện tay cắm lên ngôi mộ kia. Mặc dù tiếng nói kia không nói cần để lại thứ gì, chắc là cái gì cũng được có điều Chu Văn vẫn quyết định để lại nhân hoàng thạch đao. Nếu sau này còn có sinh vật của địa cầu hoặc dị thứ nguyên đến đây, chắc sẽ có thể nhận ra nhân hoàng thạch đao, cũng có thể đoán ra sự sống chết của hắn qua việc nhân hoàng thạch đao có gãy hay không. Đương nhiên, đến mức độ như Chu Văn, nhân hoàng thạch đao cũng đã không còn tác dụng gì đối với Chu Văn nữa, chẳng khác gì đao kiếm bình thường, mang theo bên mình cũng không có tác dụng lớn. Nhân hoàng thạch đao cắm lên thiên mộ, ánh sáng trên bia mộ lập tức biến thành một lối đi xoáy nước một đầu khác của lối đi chắc chính là thế giới không có thần mà âm thanh kia nói sống đi đến cuối cùng sống đi đến cuối cùng khi chu văn bị xoáy nước kia nuốt chửng chỉ nghe thấy âm thanh kia lại vang lên quanh quẩn không ngừng bên tai mở khóa hệ thống đang đánh giá năng lượng sinh mệnh cấp bậc tân thủ một thủ hộ một phát hiện sinh mệnh thể có thể chuyển hóa thành thủ hộ thiên mệnh đang chuyển hóa phát hiện sinh mệnh thể có thể chuyển hóa thành thủ hộ đang chuyển hóa phát hiện năng lượng không đủ để chuyển hóa sinh mệnh thể thành thủ hộ đang tái cơ cấu năng lượng phát hiện năng lượng không đủ để chuyển hóa sinh mệnh thể thành thủ hộ đang tái cơ cấu năng lượng đang tái cơ cấu năng lượng lỗi lỗi sinh mệnh thể này không thể tái cơ cấu năng lượng quét lại nguồn gốc sinh mệnh thể. Thời không giết 14 Danh sưng ma giáp hổ phách tướng Không thể phân tích tái cơ cấu Đợi lượng chuyển hóa thành thủ hộ Phát hiện năng lượng không đủ để chuyển hóa sinh mệnh thể thành thủ hộ Tái cơ cấu năng lượng Tái cơ cấu thất bại Quét lại Chu Văn nghe thấy có âm thanh không ngừng vang lên trong đầu Đó chắc là tiếng của hệ thống điện thoại di động Sau đó cảm thấy trước mặt chợt đen đi Ý thức hoàn toàn biến mất cuối cùng cũng tới rồi đồ chơi đáng yêu của ta trong nhà tù tinh không to lớn nhà tù trùng điệp vậy mà lại chỉ nhốt một tù phạm nữ tù phạm nữ đeo kính mắt kia giống như cảm nhận được cái gì đó ngẩng đầu nhìn tinh không bên ngoài nhà tù khóe miệng khẽ cong lên biểu cảm trên mặt là nụ cười ý tứ sâu xa giống như thợ săn đã phát hiện con mồi vậy hai bé gái đang chơi đùa trên bãi cỏ đột nhiên thấy một một con linh dương trắng tuyết ở bên cạnh đi qua mắt lập tức sáng lên Linh dương kia thần tuấn lạ thường, cả người lông trắng mềm mại giống như đồ chơi bằng nhung, trong không trụi lũi giống như linh dương bình thường. Hai bé bé gái chạy qua, cầm cỏ muốn cho linh dương kia ăn. Linh dương cũng ngoan ngoãn biết điều, cúi đầu chậm rãi ăn cỏ xanh bé gái đưa tới, khiến hai bé gái càng thích hơn, giơ cái tay nhỏ vuốt lông của linh dương, khiến nó có dáng vẻ hưởng thụ. Vậy mà ngươi lại đang ăn cỏ, có thể có chút tiếc tháo không? Một người đàn ông bước tới, nhìn linh dương kia, hơi cạn lời nói. Hai bé gái bị dọa giật mình, tưởng Linh Dương kia là người đàn ông nuôi, vội vàng xin lỗi người đàn ông, không nên tùy tiện đụng vào linh dương của hắn. Người đàn ông cười, chia chút kẹo cho hai bé gái kia để bọn họ qua một bên chơi đùa. Cái gì là tiết tháo? Thứ đó có thể ăn không? Linh Dương đột nhiên biến thành một quý công tử mặc áo lông trắng, nhổ cỏ xanh trong miệng đi, không cho là đúng nói. Hơn nữa so với Chu Lăng Phong ngươi, ta cảm thấy tiết tháo của bản thân chắc có thể tính nổ tung rồi. Không phải ngươi tiêu giao vui vẻ ở lão quân Sơn à? Chạy tới đây làm cái gì? Chu Lăng Phong đánh giá lính dương, hơi kinh ngạc hỏi. Vết thương trên người ngươi khỏi rồi sao? Vũ khí vạn tộc quy về địa cầu, nguyên khí của địa cầu và các lực quy tắc gần như vô cùng vô tận, đây nếu như còn không khỏi, vậy ta còn có thể ra ngoài lăn lộn không? Linh Dương cười nói. Ngươi còn phải thấy may có đứa con trai tốt kia của ngươi, nếu không vết thương kia của ta thật sự đòi mạng rồi. Ai bảo tự ngươi tìm cái chết, rõ ràng chính là một tên chiến ngũ ra, còn cứ đòi mở cánh cửa kia. Chu Lăng Phong biểu môi nói. Ngươi mới là chiến ngũ ra, cả nhà ngươi đều là chiến ngũ ra. Nếu không phải ngươi xúi dục, ông đây không ở yên lão quân sơn mà chạy ra bên ngoài làm gì? Linh Dương tức giận. Sao có thể là ta xúi dục chứ, ta đã đẩy ngươi, hay là kéo ngươi? Rõ ràng là ngươi tự muốn ra ngoài. Chu Lăng Phong nhún vai nói. Hừ, nếu không phải ngươi nói với ta thế giới bên ngoài thế nào thế nào, ta sẽ đi cái cửa rách kia à? Linh Dương hừ lạnh nói. Ta nói đều là sự thật, một câu cũng không giả. Chu Lăng Phong cười nói. Quỷ mới biết ngươi nói là thật hay giả, tóm lại ta cũng chưa từng ra ngoài. Linh Dương nhìn chầm chầm Chu Lăng Phong, nói mặc dù ngươi không về được nữa nhưng con trai ngươi đã về rồi cũng coi như toại nguyện của ngươi rồi ai biết là phúc hay là họa ta vốn chỉ muốn để hắn bình yên sống cả đời ở đây thế nào cũng không ngờ hắn có thể đi tới bước này đây không phải ý muốn của ta chu lăng phong thở dài nói có gì đáng lo đâu hắn là con trai ngươi vốn nên là người của thế giới đó linh dương nói không đơn giản như ngươi nghĩ Ta chỉ là một tù phạm bị tước đoạt tất cả, đã không thể tính là người của thế giới kia. Hơn nữa hắn còn có một nửa thuần huyết thống ở đây, về cơ bản không có liên quan quá lớn tới thế giới kia. Chu Lăng Phong nói xong cao mày hỏi: "Rốt cuộc ngươi tới đây làm cái gì? Ông đây muốn ra ngoài, tới hỏi xem ngươi còn có cách gì khác không?" Linh Dương híp mắt nói: "Có đấy, tự ngươi tạo một vũ trụ tệ, sau đó mở cửa không phải ra ngoài rồi à?" Chu Lăng Phong cười nói. Nếu ta biết tạo ra thứ kia, thì còn cần tới tìm ngươi à? Linh Dương lường hắn. Ngươi là người của thế giới kia, lẽ nào không biết cách khác sao? Có cửa sau gì không? Nếu là trước khi ta trở thành tù phạm, đưa ngươi ra ngoài cũng không phải chuyện khó gì. Bây giờ à, thật sự lực bất tòng tâm. Có điều ngươi có thể thử đi tìm tù phạm khác bị đầy qua đây, có lẽ bọn họ sẽ có cách. Chu Lăng Phong nói ta tìm cái rắm có thể tìm được còn tới đây tìm ngươi làm gì ta ở lão quân sơn đợi mấy nghìn năm cũng không đợi được lão tử gì kia cũng không biết chết rồi hay là về rồi mấy nghìn năm này chỉ có một tù phạm mới bị đưa qua đây như ngươi ta có thể đi tìm ai dáng vẻ hùng hổ của linh dương cực kỳ không phù hợp với khuôn mặt quý công tử kia của hắn vậy thì hết cách rồi ta mới đến mấy chục năm ngươi cũng không tìm được vậy ta càng không tìm được hơn nửa lần trước chúng ta lừa đưa đế thính từ chỗ hỗn thế tứ hầu ra mở cửa kết quả suýt nữa gây ra họa lớn làm những thứ nguyên lĩnh vực kia phá tấm trước đế thính cũng bị đánh về trạng thái nguyên thủy nhất vì căn nguyên tiêu hao quá độ nếu không phải ngươi treo đầu dê bán thịt chó trao đổi nó với trứng phối sủng của tiểu phật tự mượn nó hấp thụ khôi phục năng lượng sợ là cả mạng cũng không giữ được chu lăng phong nghĩ rồi lại nói bây giờ đế thính đã được đưa đi Vũ trụ tệ duy nhất tù phạm nữ kia mang tới cũng không còn, muốn ra ra ngoài ngoại trừ tự tạo ra một vũ trụ tệ thì thật sự không nghĩ ra được cách nào khác. Đều là tù phạm, tại sao đãi ngộ của nữ nhân kia lại tốt như vậy? Con mẹ ngươi bị quan xuống giống như chó, người ta không những có thể ngồi thuyền, còn mang theo vũ trụ tệ tới, trên lệch này cũng lớn quá rồi, có phải nữ nhân kia có kẻ đứng sau rất cứng ở thế giới kia của các ngươi không? Còn ngươi chỉ là một tên nghèo chẳng có gì cả linh dương cười he he nói nàng ta có kẻ đứng sau hay không ta không biết nhưng chiếc thuyền kia và vũ trụ tệ căn bản không phải cho nàng ta mà là cho con của nàng ta nàng ta là tù phạm con của nàng ta không phải cho nên mới có thuyền và vũ trụ tệ đó là để sau khi con nàng ta trưởng thành dùng để trở về có điều ta cảm thấy chuyện này vẫn rất có vấn đề một nữ nhân có thai về lý thì chắc sẽ không bị lưu đày đến nơi này mới đúng nàng ta không những bị lưu đày qua đây còn bị xuyên tạc ký ức hơn nữa còn mang theo nhiều đồ không thuộc về thế giới này như vậy điều này rất có vấn đề chu lăng phong nói không phải ngươi nói bản thân ở thế giới kia cũng đã từng nở mày nở mặt à lẽ nào chưa từng nghe nói tới mê tiên kinh này linh dương hỏi không có ta có thể chắc chắn trong số công pháp nổi tiếng của thế giới kia không hề có mê tiên kinh chu lăng phong nói có khả năng là ký ức của ngươi cũng bị xuyên tạc không linh dương tà ác nói sắc mặt chu lăng phong hơi thay đổi ngươi nói cũng không phải không có khả năng có điều theo các loại dấu vết thì khả năng này không lớn chỉ cần có khả năng vậy cũng là có khả năng mà không phải sao linh dương biểu môi nói bỏ đi bây giờ nói những điều này cũng không có ý nghĩa gì vẫn là nghĩ xem làm sao để tạo ra vũ trụ tệ đi cái thứ kia rốt cuộc phải làm thế nào đầu tiên tìm một sinh mệnh thể vũ trụ cấp, sau đó biến nó thành vũ trụ tệ. Chu Lăng Phong nghiêm túc đáp. Biến thế nào? Linh Dương cao mày. Cái này sao ta biết được, ta cũng không biết biến. Chu Lăng Phong nhún vai nói. Ở thế giới kia cần mượn một nơi đặc biệt mới có thể biến sinh mệnh thể vũ trụ cấp thành vũ trụ tệ. Ở đây cũng không phải thế giới kia, cũng không có nơi đó, sao ta biết phải biến thế nào? Lúc trước từng nghe nói, có một loại người có thể biến sinh mệnh thể vũ trụ cấp thành vũ trụ tệ có điều đó chỉ là truyền thuyết ai cũng chưa từng gặp bớt nói những điều vô dụng với ta ông đây vẫn là trở về đời lão tử linh dương không vui quay người rời đi sống cho tốt đi bên ngoài không tốt như ngươi tưởng đâu chu lăng phong nói với bóng lưng của linh dương mẹ nó mấy chục năm trước lúc ngươi cám dỗ ta ngươi không có nói như vậy linh dương cũng không quay đầu dựng một ngón giữa với hắn chu lăng phong cười nói lúc đó không phải ta còn muốn trốn về à bây giờ nghĩ ở lại đây cũng không tệ cút linh dương không quay đầu đã biến mất không thấy đâu chu lăng phong nhìn phía linh dương biến mất một lúc rồi mới thu ánh mắt lại lẩm bẩm tự nói hy vọng mê tiên kinh sẽ không phải của nữ nhân kia thật nếu không phiền phức của tiểu văn lớn rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha